Hồi trước lúc mà gần vào ngày sinh nhật của bà Kim Loan, tức là mẹ của Ngọc Sơn, bà cụ, tôi điện thoại từ Mỹ về Việt Nam, đếm ngược dòng thời gian thì có phải là 6 năm không? Là cuối năm 2017, thì bây giờ là nó khoảng nằm vào cái 2014, là đã 6 năm hơn một chút, coi như đếm đầu ngón tay, là tại vì cuối năm nó gần qua năm mới, hôm sinh nhật của bà cụ thì nó sắp qua năm mới rồi, thì coi như là không tính thì bắt đầu phải đếm 12 tháng mới là một năm. Đếm tới đây thì đếm tới ngược xuôi thì từ cái lúc mà gặp bà cụ, phải không, là trên điện thoại, thì quay qua cái hiện tượng của thằng Lê Anh Tú nó đang ngộ nhận, đang làm rùm beng ở trên này loạn xã hội, từ online ra ngoài đời về tới Việt Nam. Ở đây tôi chỉ nói chuyện của tôi thôi, thì đi ngược lại cái kim đồng hồ thời gian, thì từ lúc nào là thằng Lê Anh Tú bắt đầu trở thành một hiện tượng đồ ồn ào hổng rày, ba cái tôn giáo đấu đá nhau, thì có phải mấy tháng nay ông, cũng 3 4 tháng nay rồi, thì trừ ngược lại có phải là để ý kỹ, thì tính từ cái lúc mà tôi điện thoại gặp mẹ của Ngọc Sơn, tôi nhắc lại, không phải là bây giờ là tháng 7, xin lỗi, tháng 8 đúng không, 2014, mà là mấy tháng nay, trừ ngược lại từ lúc nào mà bỗng nhiên ở trên này nó trở thành một cái sự mà sùm về cái thằng Lê Anh Tú đem ra, rồi đấu đá nhau, rồi làm loạn, rồi câu view ở rày, mà nó kêu bằng chiếm sóng, tức là lên là tất cả mọi nơi, hầu như là bị cái thằng Lê Anh Tú này nó làm cho bị lắng động lại, tất cả tập trung vào nó đúng không, truyền thông, làm ăn, buôn bán, kinh doanh, rồi chính trị đều bị ảnh hưởng, không, kinh tế vân 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 vân, sinh hoạt giải trí đúng không, vì một thằng Lê Anh Tú. Mà từ lúc cái vụ thằng Lê Anh Tú này xảy ra, để ý có phải là kênh của tôi không, mấy cái kênh của tôi bị đánh phá, bị nó report đó, nhớ không, cái kênh này bị khóa lại một thời gian, nó đâu có cho tôi để video lên, nó ban tôi, nó nói vi phạm luật, mà tôi để có cái video, tôi có cái thói quen ở bên này tôi bấm video, thường tôi bấm nhiều lần, tôi là một người tai ngang, không có kỹ thuật giỏi về máy móc, tôi ở đây là dùng cái chương trình Logitech á, webcam, rồi tôi nó thông vô cái chương trình webcam Max đó không, rồi tôi sẵn đây nè, rồi tôi bấm, rồi tôi bấm, thường tôi bấm nhiều hơn một video, lúc nào cũng vậy, bấm hình, bấm video đều nhiều chứ không phải một cái một đó, thành ra đó khi tôi để lên thì nó cùng một video, có nhiều cái rất là thấy bức xúc, cái YouTube chương trình này cùng một lúc, cùng một cảnh, cùng một con người mà bấm lên khoảng mười mấy cái video để hết lên, mà tự nhiên á, mười mấy cái video cùng một máy, cũng là một khung cảnh, một nội dung, một hình ảnh, mà mười cái video kia không sao hết, mà cái 11 cái nó nói là vi phạm luật, mà mình coi tới coi lui chẳng có cái chỗ nào vi phạm luật, mà nó một hay là phải ban cái kênh của tôi, thì tức có nghĩa là bên kia nó biết tôi từ bao chốt, nó qua YouTube này nó cố tình chơi tôi không, nó cố tình trù dập hãm hại, nó cố tình ăn rơ nhau rõ ràng không, nó cố tình kỳ thị tôi, hoặc nó biết tôi từ cái bao tốt để mà nó hại tôi không, quý vị nghĩ xem, chứ một cách rất là vô lý đó, cũng như tôi cùng một cái góc độ này, tôi trải cái ra giường, tôi mua mấy bộ ra giường, lần đầu tiên nhất tôi mua online tôi phải thử trước, là tôi thử cái size, cái ni coi nó có vừa cái miếng nệm ở đây không, nệm mua nó không có chuẩn, loại giả chiết chứ không phải là cái loại thực tế, tại vì đâu có biết là chủ nhà có cho tôi hay không phải dọn nhà, nên mua cái loại thường bèo tôi,
rồi bữa hổm thử mấy cái ra giường đó mới trễ, rồi chụp quay lên vậy đó. Mà nó cũng bắt lỗi, tôi có một cái video cùng một cái chỗ này, cùng một cái ra giường mà tôi bắt tầm 2 3 lần, tôi để hết lên video, tôi đâu có nghĩ là lớn lao hay là đụng chạm gì luật lệ gì của cái YouTube này đâu, mà nó ban kênh tôi, nó vi phạm luật rồi, nó bắt lỗi tôi, coi như là một cái kênh mình được bị 3 lần là nó xóa cái kênh mình mất luôn. Nó làm cho tôi vi phạm luật, là nó nói video của tôi là dính vào cái tình dục gì đó, rồi mất dạy không, có phải nó khốn nạn, nó gọi nó cố tình bên cái văn phòng chó chết của nó ở trong cái YouTube này, Google này không, còn nó mất dạy chưa. Mà thật sự video đâu có bị gì đâu, có làm gì đâu mà phản cảm. Tôi từ nhỏ tới lớn tôi đâu có dâm đảng, tôi đâu có tiện nhân, tôi đâu có ba cái trò bệnh hoạn gọi là hồi xuân hay kiếp đàn ông mắc dịch mắc gió giải quyết tình dục sinh lý. Tôi ngồi thời gian đã có ai không biết tôi đàng hoàng, tôi độc thân đâu có lập gia đình, tôi đâu có người yêu, tôi cũng chưa có bao giờ giải quyết tình dục ở trong cái cửa mình, cái bộ phận sinh dục của tôi, phải không? Thì ở đâu ra mà tôi cần phải giải quyết sinh lý. Những người phụ nữ người ta cần giải quyết sinh lý là người ta từng trải, người ta có va chạm sát thân, người ta từng ăn ở với đàn ông bằng cái cửa mình người ta, cái bộ phận sinh dục người ta, thì cũng giống đàn ông mới cần cái sự bệnh đam mê đòi hỏi sinh lý giải quyết tình dục. Tôi đâu có nhu cầu ở với đàn ông giải quyết tình dục trong cái bộ phận sinh lý của tôi hồi nào. Mà nó ăn rồi tối ngày nó đi theo tôi, nó đách tôi vào ba cái trò mất dạy. Mà nhiều kênh lắm, cứ cái kênh nào mọc lên là nó lúc nào nó cũng gài tôi vô. Mà tôi là người đàng hoàng, tôi đâu có ăn ở với đàn ông đâu, mà kênh của tôi về tình dục, tôi đâu có lên trên internet để tôi có nhu cầu tình dục nào đâu. Tình yêu 17 năm tối ngày tôi đưa cái tên Ngọc Sơn lên cái nghề ca nhạc sĩ, rồi muốn làm một cái room cho đông khách là hút khách là làm không lại. Mà tôi là cái người phụ nữ làm từ thiện thông minh, rồi tôi sống thì về bên tâm linh, cho nên tôi mới đi theo tò tò tôi giúp, tôi làm phước, tôi đẩy tên đẩy tội Ngọc Trân lên. Tất cả là chuyện công quả, chuyện ở xã hội, chuyện quần chúng, chuyện công ích chứ không có cái gì tư lợi cho tôi đó. Hôm nay là cái năm thứ 17 tôi biết Ngọc Sơn á, là cái tháng này năm này là kỷ niệm quay về. Tôi không hề có một cái tình yêu nam nữ nào với Ngọc Sơn nào, nói thật lòng luôn đó. Mấy năm trước nghe tôi nói, tôi viết thư tình tôi gửi là tôi gài, tôi coi tôi bắt nó ra đứa là nó ngồi ở trong cái máy của Ngọc Sơn, nó đánh vào kênh của tôi liên tục và email của tôi đời tư. Nên nó tôi dùng tâm linh, tôi dùng cái kỹ thuật số từ thông minh để tôi bắt nó ra, tôi lôi đầu nó ra, tôi muốn coi ra đứa nào nó ăn rồi thằng Ngọc Sơn hay là thằng con chó nào, con đẻ nào nó nằm ở bên kia đường dây. Nó thấy nó ý thận, nó vô nó đọc được thư tình của tôi là nó thắng tôi, nó chặn nọ chặn kia. Nếu mình là một người có duyên phận với nhau, tình cảm lứa đôi, ông trời đã tách ra là một cái duyên tiền định về tâm linh, về cuộc sống thực tế đã là của tôi, thì duyên tiền định nó sẽ không bao giờ bất kể một trắc trở, một kẻ nào mà đánh phá có thể ở giữa tôi và Ngọc Sơn được. Tôi quan niệm với vậy 17 năm, tôi nhịn nhục cái ngậm đắng nuốt cay 17 năm trời tuổi xuân là vì một chữ nhân. Vì thằng Ngọc Sơn nó ở Việt Nam nó cần cái bao tốt, nó muốn làm một cái room làm vua, làm trùm, làm quyền lực. Mà tôi là người từ bi quân tử, tôi cho thằng Ngọc Sơn được cái sống nhờ cái bóp của tôi làm phước. Giờ phút này tôi nằm ở đây bên Mỹ để tôi không có nhu cầu lập gia đình. Bây giờ cho dù rằng có một thằng đàn ông nào, một người đàn ông nào đó mà giàu nổi tiếng, mà kêu bằng cái quyền lực hay là có tất cả mà vật chất tới bề ngoài mà kêu bằng giàu nhất thế giới mà đi cầu thân mà cưới tôi, mà tôi đang vô gia cư mà sống tiền bệnh tật tôi cũng không gả nữa, tôi đuổi cho mang nhục đó, chứ đừng có nói mà tôi ở đây mà nằm bên Mỹ mà tôi thấy thằng Ngọc Trân có nhà có cửa có tiền nổi tiếng mà đi theo. Tôi xuất thân cũng con nhà đàng hoàng, cha mẹ tôi trước khi qua Mỹ đây cũng là một ông bà chủ nhỏ, một cái xưởng nhựa nhỏ, có người ăn cái làm chủ cả, chứ không phải từ đất nẻ mà ăn mày cầm cái hộp lon qua Mỹ đây.
mà để rồi lên internet này, rồi cái tự nhiên ngồi trên internet này ăn mày vô cái nhà thằng Ngọc Sơn. Tôi người nổi tiếng trên internet chứ thằng Ngọc Sơn nào người nổi tiếng trên internet. Ngọc Sơn là nổi tiếng ở đâu? Trong Việt Nam, ở trong một cái chỗ mà kêu bằng cái thế giới mà nghệ thuật, nhạc, không, mấy cái gọi là bên cái ngành giải trí ăn chơi này kia của Ngọc Sơn ở bên Việt Nam, về nhạc, về nghệ thuật ở bên Việt Nam, ở trong showbiz, mấy cái chương trình đó là ở trong Việt Nam, nó không có nằm gì liên quan trên internet. Còn tôi mọc lên là một người phụ nữ lương thiện bệnh tật ở trong nhà, tôi ở Mỹ thất thế cô đơn buồn tinh thần nó căng thẳng, tôi bị trầm cảm không đi làm kiếm tiền không ra đường được, nó kẹt trong cái vòng luẩn quẩn bệnh tật, cái xương mặt của tôi bị bệnh, cho nên tôi phải kiếm cái gì đó tôi làm. Cho nên ông trời mới khiến tôi lưu lạc, mới có cái duyên biết internet và biết trang mạng bao chót ngày xưa, biết trang mạng bao tốt, tôi ngồi tôi làm phòng, tôi học cho biết về kỹ thuật, về kiến thức, tôi về kiến thức tôi học cho biết chơi, tôi trao đổi bản thân mình, trau dồi bản thân mình những cái kiến thức cuộc sống với quần chúng, chứ tôi đâu có mở phòng hồi nào cho tôi. Hôm nay 20 mấy năm trời tôi có bao giờ mở phòng cho cá nhân mình, chứ tôi mục tiêu mục đích mà tôi mở phòng cho chính tôi kinh doanh thì giờ này tôi có cái phòng, tôi đâu có đóng lại hoài. Và tôi ngồi trên internet mà này mà tôi kinh doanh tại YouTube này làm gì mà tôi để cho banker tôi dễ dàng. 10 mấy năm nay có một cái đề tài thằng Ngọc Sơn đem nó ra để mẹ nó ra là trận đại, không muốn nó cắp đầu vô mấy cái tệ nạn xã hội, dẫn dắt nó đi sai đường lầm bước mấy cái phòng ăn chơi tụ tập, rồi ở đằng sau là những cái sự buôn xì ke, rồi hãm hiếp cướp của giết người tệ nạn xã hội, rồi lỡ đi tuổi xuân của một đời người. Là một ca nhạc sĩ thì nó là một cái sự, một nhân tài, một chất chát, một cái sự cống hiến cho đất nước Việt Nam. Tôi không muốn để mai một, tôi thấy một người ca nhạc sĩ như Ngọc Sơn tội nghiệp ở Việt Nam thất thế, làm ăn thì thất bại, làm show mở căn phòng đi sai đường hay cái đạo đức nó không chuẩn. Tôi chửi, tôi rầy, tôi la là tôi rèn luyện, tôi xây dựng, tôi cố tình đánh thức cái đạo đức của Ngọc Sơn sai lầm hư hỏng. Muốn biết cái gì hỏi tôi nè, tôi giống như một người chị, một người mẹ của Ngọc Sơn thứ hai, hay nói đúng một bác sĩ tâm thần của thằng Ngọc Sơn. Tôi yêu đơn phương nào? Hồi xưa giờ 17 năm tôi là người yêu của thằng Ngọc Sơn, chứ tôi yêu đơn phương nào của ai? Nói chuyện với tôi tại tôi lịch sự với mẹ con Ngọc Sơn. Ở Việt Nam sống ba phải, sống ích kỷ, sống thấp hèn, sống tiểu nhân, sống độc ác, sống hại người, sống mà khinh người qua lớp áo. Ra vẻ ta đây ỷ mình có được tài sản, có được cái chỗ ở hay công ăn việc làm, rồi cái coi trời bằng dung, bước lên cái mạng xã hội là thế giới mênh mông của toàn quốc tế khắp bốn biển năm châu, chứ không phải cá nhân mình mà muốn làm gì làm. Mình muốn làm cái gì phải lượng sức, mình phải nhìn trước ngó sau. Mình là cái thứ sanh sao đẻ muộn lên học đòi tranh giành sân si, rồi kêu bằng tranh đua với những cái gì mà nó không thuộc về mình, nó quá tầm tay, thì phải biết cái thân phận mình, phải biết sai sửa sai. Tôi là người ngồi cho những cái nơi ngồi ế, họ ngồi đói, ngồi không có cách, không tên tuổi mà dắt ngồi lên đầu tôi, đó là đồ phạt chủ, đồ vô ơn, đồ tiểu nhân. Tôi là người đưa lên cho để mà ngang hàng với tôi mà dắt ngồi trên đầu tôi sốt ngồi là đồ mất dạy, đồ phạt chủ, đồ dậu đổ bìm đá leo, gọi là đồ tiểu nhân rẻ tiền. Một thằng đàn ông mà bắt vào cái bốc một con đàn bà để ăn hiếp, để làm nhục, để hãm hại, để ăn cướp, để xúc phạm, rồi để coi thường. Mình bước ra ngoài xã hội cho dù mình thành công, mình giàu sang, mình ở cỡ nào mình cũng không được cái trò mà khinh người qua lớp áo, xúc phạm người khác hoặc là coi thường người khác hơn mình. Ha? Hơn mình thì mình ganh tị, mà thua mình thì mình chà đạp. Đàn ông con trai là phải ga lăng với đàn bà con gái, đàn ông con trai là phải bảo vệ phái đẹp phái yếu, chứ không phải hùa vào đám đông thì đi ăn hiếp một con đàn bà bệnh tật chân yếu tay mềm, ngồi mở các phòng làm từ thiện mà cũng không yên sân si. Bao năm qua tôi ngồi trên mạng xã hội tôi làm từ thiện ăn vào cái thời thế tôi cho, tôi là một người phụ nữ, trời cho tôi cái duyên, cho tôi cái thời, đời cho mọi người ở xã hội chân tay lành lặn những cái tài năng riêng,
Còn tôi á là trời cho đặc biệt, đó là cái chuyện kỳ lạ, là tôi đi tới đâu là ở đó nó đông. Đó là cái sự đặc biệt của tôi, một trái tốt tôm này mà người khác không có được. Không phải chỉ mạng sội mà ngoài đời cũng là như vậy. Tại những năm qua tôi bệnh là tối nhà tôi đóng cửa ở trong nhà, tôi không xuất hiện ở ngoài đường. Chứ tôi ra đường thường xuyên thì quần chúng của tôi rất đông. Tự động người ta kéo tới, tự động người ta kiếm tôi, chứ tôi không có kiếm người ta để cho đám đông dây quanh. Tôi khác với người đời là như vậy. Tôi nổi tiếng là do tôi có tài, có đức, có thời, có cái duyên, có đạo đức, do cái sự mà cái tâm thiện mà trời cho tôi mà tôi được, mà người khác không được. Người khác làm đủ trò để mưu cầu, để mà tổ chức, để mà dẫn động, bỏ tiền này kia, mua danh bát tước, mua thiên hạ, để chài, để mồi, để gài nhau, gạt nhau, để lợi dụng nhau. Còn tôi không bao giờ. Mấy năm trước cái kênh của tôi rõ ràng đông như kiết, càng ngày càng tồi tệ. Bởi vì tôi dính tới thằng Ngọc Sơn, tôi đưa nó lên sự nghiệp của nó chưa có xong đâu. Đừng có tưởng đằng ba cọc ba đồng mà câu được cái view, mở được cái vlog, hay là có người xuống đường rồi chạy theo mình gào thét tung hô vạn tuế, mà là mình có thời thật. Có thời là khi nào sản phẩm nhạc mình quăng ra một cái là cả triệu view, mà không bao giờ kêu bằng bất bại, không bao giờ ế kìa. Đi tới đâu là ở đó đông. Chứ thử đó, tôi đã thấy rõ ràng Ngọc Sơn vào trong bao tốt, đi lang thang ghé vào những cái phòng ế nhẹ, có lên được 5-10 cục, lên được 500-600 khách hay là 1.000 khách không. Tôi nói mới đây, ngay cả hồi năm ngoái ghé vào trong bao tốt đi một vòng về, rồi giao lưu ở trong cái bao tốt sơ sơ, rồi gặp đây cái phòng của Bambi. Thời điểm mà tôi đang lu bu mấy em sốc và tôi bị đuổi nhà, dọn nhà, rồi tôi bận rộn ở bên ngoài đời của tôi, chuyện đời tư, rồi tôi bị đánh phá liên tục. Qua lúc tôi gặp Ngọc Sơn thì lúc đó Ngọc Sơn gặp tôi cũng thấy rõ ràng Ngọc Sơn có đàn cho cái room người ta lên khách không. Người có thời là luôn luôn lúc nào cũng có thời. Tại sao sau này tôi vô bao tốt mà room mấy cái phòng giang hồ không có đông, hay cái trang mạng bao tốt không đông? Bởi vì tôi giật khách cho thằng Ngọc Sơn, tôi đánh sập bao tốt, tôi đưa thằng Ngọc Sơn lên đỉnh cao sự nghiệp trong showbiz chung với tôi. Bởi vì câu nói của Ngọc Sơn ngày xưa, anh với em cùng là chung là trùm. Từ xưa giờ tôi gặp Ngọc Sơn vào á 12 năm về trước, nếu trở ngược kim đồng hồ từ lúc đó hai đứa tới bây giờ, tôi và Ngọc Sơn chưa bao giờ chia tay về chuyện tình cảm nam nữ. Khi tôi làm live show, tôi đến Việt Nam gặp Ngọc Sơn, hai đứa tông vào bao thoát. Tôi về là Mỹ này, tôi la tôi rầy, tôi giận Ngọc Sơn là ba cái giang hồ, ba cái mở rung tầm bậy tầm bạ. Chứ còn chuyện tình cảm nam nữ, tôi và Ngọc Sơn không có chính thức quen nhau, cũng chưa bao giờ chính thức chia tay nhau suốt 17 năm dài. Một người đàn ông, một thằng đàn ông mà lấy cái đời tư sự nghiệp của mình, chỗ ăn chơi giải trí, lôi tôi vào làm nạn nhân, lôi tôi vào làm công cụ con cờ để gài vào những quyền lợi, những nhu cầu của một thằng đàn ông tầm thường thấp cổ. Mà ở dưới chân tôi bé miệng, một cái thằng không ra gì, một cái thằng cứ bằng cái bản lĩnh số má của một thằng đàn ông không có, xong bác dọc cái đáy quần cái bóng của tôi, lấy tư cách đâu mà ngang hàng với tôi. Bao năm qua tôi cho ngang hàng, tôi lịch sự, một cái thằng made in Việt Nam quèn. Tôi ngồi đây, tôi là cái người cho cái trang mạng YouTube này nó đông, chứ thằng nào con nào đâu mà câu view. Mấy năm nay tôi ngồi trên internet, tôi không có để ý kênh người ta làm gì, ai làm gì, tôi không thọc sâu vào đời tư cá nhân. Ngay tôi không có thì giờ, tôi cũng không có rảnh đâu mà sân si. Cuộc đời tôi được một cái, từ nhỏ tới lớn tôi không có cái tâm sân si. Tuy thấy cái miệng tôi có chút ồn ào, nhưng nếu một người thông minh, một người có giá trị ở xã hội, có sự biết ăn học, có trình độ, có giáo dục, có đẳng cấp, có level, thì sẽ không bao giờ nhìn bằng cái sự thiển cận, cái sự thấp kém, những cái tư tưởng mà kêu bằng nó cực đoan, nó gọi là nó lạc hậu mà nó ngu si, nó gọi rằng tiểu nhân không, mà kêu bằng cái kiểu mà lấy lòng tiểu nhân đôi lòng quân tử của tôi. Trước khi mình phán xét một ai đó, mình phải tìm hiểu kỹ, mình phải biết rõ người ta là ai. Ở đây tôi bảo đảm là con người tôi đàng hoàng, có những cái sự mà tung tin tức thiệt để mà hạ tôi xuống, đạp tôi xuống, hạ hại tôi bao nhiêu năm qua mà làm không lại tôi. Tôi ngồi ở bao thóp thì bao thóp đông, tôi qua YouTube tôi ngồi đây trực tiếp mỗi ngày thì cái YouTube đông. Một cái sự mà chân lý đơn giản như vậy là đủ hiểu.
hãy tôi ngồi ở đâu, tôi đi tới đâu, tôi cho là tôi cho nguyên một trang mạng, một cái trang mạng bao cóc tôi cho hả biết bao nhiêu á, mà ăn của tôi ngập mặt tràn không và chửi trả cắn chủ. Mà sống là phải tin vậy tâm linh, làm ăn buôn bán ngoại giao bất kể ai cũng cần cái thời thế là nó dính vậy tâm linh chứ là cái gì. Từ ngày tôi xuất hiện tại YouTube này, tôi trực tiếp ở đây, cái tôi điện thoại về khi mà ba của Ngọc Sơn ông cụ mất, tôi gặp bà cụ trận đầu trận đuôi rồi đĩ miệng làm trò này trò kia, không chịu gặp tôi, tên Ngọc Sơn cũng không chịu gặp, lớn giọng rồi á, tiệc tùng ở bên đó chụp hình quay phim lên á, ra vẽ rồi đăng hình lên cho cái thằng Quý Ngọc. Tôi bức xúc ở bên Mỹ đó, đó là cái năm 2017 qua năm 2018 đó, là 6 năm trời tôi ngồi đấy tôi làm kênh, tôi tạo dựng sự nghiệp cho thằng Ngọc Sơn. Nếu mà mấy người sống về đạo Phật, mấy người tu hành ba cái trò của mấy người đem lên ca tụng cái thằng Lê Anh Tú Bồ Tát đi bộ ăn xin trên đường phố 6 năm, nó là cái thằng quèn lơm cơm ở bên Việt Nam, ở ngoài xã hội, ở đâu trong Việt Nam hóc bà tó chẳng dựng vậy, còn không có làm kênh trên YouTube hay không có ngồi làm gì cho quần chúng. Trong cái đó tôi ngồi tại đây trực tiếp 6 năm trời, gần 7 năm trời tuổi xuân. Rồi ngược lại, nếu mà mấy người nói rằng về cái hiện tượng của một Đức Phật mà đầu thai kiếp này đồ ba xạo nổ, để tôi chỉ cho một bài học 6 năm trời dở ngược tổng giờ trời gian, tôi ngồi đây tôi làm kênh bị đất hết, không còn cái kênh nào để đưa thằng Ngọc Sơn lên bảo vệ nó và cái nhà của nó với mẹ nó. Tôi ngồi đó tôi dùng tiếng chửi thông về Việt Nam để cứu nó, vì nó không chịu gặp, không có cái cách nào để gặp, mà vô bao tóc thì không được, bởi tôi xuất hiện tại bao tóc là nó đông, nó dẫn dắt cho thằng Ngọc Sơn bệnh ngôi sao, bệnh hôi hao danh, rồi ngồi đó đút đầu vô nghiện ngập xì cao chích. Tôi cứu một con người mà tôi xả thân dùng tiếng chửi lời rầy, dùng luôn cả cái kênh chính trong nhà của tôi đời tư để cho mượn, tôi chết tôi lỡ để cái kênh của tôi rồi tôi làm á, tôi giúp luôn, tôi dùng tiếng chửi lời rầy tôi chặn lại. Mục tiêu của tôi là cứu thằng Ngọc Sơn ghé vào trong cái bao thuốc mà bị lôi kéo mở như căn phòng tệ nạn xã hội, mà cái điều nghiệp nó rất là nặng cho họ. Mở cái phòng đó đã nhiều lần lặp đi lặp lại, cái phòng nó không ăn cắp, cái phòng nó đi ngược với thuần phong mỹ tục, nó vi phạm luật pháp ở Việt Nam không cho phép một ca nhạc sĩ thì không thể mở các phòng ăn chơi thác loạn kiểu giang hồ game gú được, mà trận lại nhiều lần giúp trận 17 năm tuổi xuân để rồi nó ngồi nó nói tiếng quát, nó đánh sạch cái kênh của tôi, nó dắt dao vào cái bao cốt, nó bị mặt tôi đồ mất dạy, mà cái địa bàn cái trang mạng bao cốt sân chơi tại bao cốt mà tôi lập ra tôi cho, tôi đưa lên từng thằng từng con ngồi ăn bát ăn ké ăn mạng sinh của tôi, ngay cả cái chủ YouTube này cũng xuất thân từ bao cốt ăn cơm tôi cho, mà dắt lộng hành bé tôi từ kênh này qua kênh nọ đồ mất dạy. Hôm nay tôi trị tôi không cho còn ăn uống gì câu view gì được hết, thì từ từ những cái view nào mà được câu mà trên trời rớt xuống 20 mấy năm tuổi xuân của tôi gắt liền với bao thóp YouTube Google ha, Facebook Việt Fan, hồi xưa thì là Việt Fan bây giờ đổi là Việt Single, hay là trang mạng Yahoo vân vân, tất cả những trang mạng xã hội ăn theo thị trường sẽ bị rớt view, sẽ bị té bị đói không để ý à. Hãy bên kênh tôi là có chuyện, hãy đụng tới tôi là có chuyện, mà để ý hãy bên Việt Nam và sử dụng máy của thằng Ngọc Sơn, sử dụng tài khoản sử dụng nó để núp vào nó tấn công tôi, là thằng Ngọc Sơn ngay tại chỗ bị nghiệp quật. Mười mấy năm về trước thằng Ngọc Sơn đụng tới tôi nó bị lật xe ở Việt Nam, nó đụng tới tôi để bé bằng lăng tím chửi bới tôi. Năm xưa 2011 mẹ của Ngọc Sơn nhập viện ngồi ở bên Mỹ là tôi biết ấy, về tâm linh bà bị trời trả báo, bà bị nghiệp quật, bà bị mọc gai, bà bị bệnh lạ ở trong xương của bà, ở đằng lưng trên người của bà, đó là cái sự nghiệp quật bà quả báo cho bà và con bà. Con bà nhiều lần tôi cứu con bà, không có tôi cứu con bà và bà thì giờ này ở đâu ra bà được ca tụng, bà được vinh quang, bà được người ta tưởng nhớ bát vàng địa ngọc cung son thành con bà với bà. Tất cả công quả của tôi đằng sau lưng im lặng là tôi làm tất cả những gì tôi làm của cái sự mà công quả của tôi là một người vĩ đại, một Bồ Tát sống, một người mà đặc biệt ở đây mà nói thật lòng mà chẳng một ai làm được với tôi, tại tôi ghét chứ cái thứ bốc phét nổ đi ăn cướp ăn cắp đi ăn bát vào công quả của tôi nổ từ trong ra ngoài nước, từ online tới xã hội xạo xạo,
mở kênh đó thì ế đi ăn xin từ cái sập cái lay, mở rum bao thuốc đi ăn xin từ cái đồng tiền sơn rum, đi ăn xin đi kéo khách đi lợi dụng từng kẻ một cho cái rum coi được, đi qua đang đi ăn mày tôi xong xào xạo, bất chấp không còn liêm sĩ tự trọng. Ăn rồi tối ngày á, cái thằng Ngọc Sơn nó có một cái mộng ước, nó muốn làm quyền lực, làm vua, làm trùm, nó muốn có một cái sự mà cái bằng tiếng nói ở xã hội, những tung hô vạn tuế, nhưng mà nó không có biết cách. Nó có tất cả nhưng nó thiếu một quân sư, nó thiếu một người tốt dẫn dắt, nó không biết dẫn dụng, nó không biết sử dụng cái mà nó có. Nó có tất cả mà nó chỉ là thằng ngu với con bò. Nó thua là tại vì cái lòng nó sân si ích kỷ, nó không biết khôn để mà phát triển cái sự mà nó có được. Nó dở, nó ngu. Cho nên tôi quá thông minh, tôi tài giỏi, tôi mới đứng đằng sau lưng tôi hiệp trợ làm chị ba cho nó 17 năm. Tôi là một người bao nhiêu người yêu thương mến, tôi xem tôi là một thần tượng, mà là một người idol của tất cả các fan của tôi. Làm gì có chuyện tôi yêu hả, mà làm gì có chuyện tôi ăn mày tình yêu nào của thằng Ngọc Sơn. Tôi hạ mình hạ giọng, tôi đưa, tôi cứu nó, tôi cho nó chung, tôi làm phước, tôi làm từ thiện, chứ làm gì có chuyện tôi yêu một mình nào. Tôi là ân nhân của thằng Ngọc Sơn chứ tôi nào là người tầm bậy. Tôi là nạn nhân của thằng Ngọc Sơn chứ cái bà Kim Loan ăn rồi ăn cháo đó bát tối ngày ở bên kia ở Việt Nam, lên đây đòi điều khiển cho cái hệ thống internet hết. Một thằng Ngọc Sơn tôi dẹp ba cái giang hồ xong mới yên tĩnh đó. Bây giờ tới cái thằng Lê Anh Tú lên đây ba cái tôn giáo đạo Phật lên giả thần giả quỷ lên đây mà đặt Bồ Tát đỏ Bồ Tát kia, Bồ Tát gì mà sao không gieo duyên, không giúp cho người ta ăn cơm mà để cho tôi ngồi đây sẵn, tôi dọn cơm rồi lết cái mặt qua đây xạo xạo, mở cái vlog ở bên Facebook còn ế mà đặt là Bồ Tát ai. Cái nhà thì ăn bát vào ba cái người bài xúc ở nhờ câu view, câu view là tôi cho chứ ở đâu ra. Rồi dựa nhau nhào tới cái chỗ nhà của cái thằng Thình, rồi bát lên cái mạng sội bài đặt đu nhau để mà thể hiện tân bốc nhau lên làm trò phá loạn xà ngầu lên cái đường dây internet để ngồi không yên ngày nào. Mấy cái trang mạng sội ngày nào cũng như chó với mèo, cái gì nó cũng một mức độ thôi, vừa vừa thôi. Đi tới đi lui làm tới làm lui cùng việc cái đồng tiền bát gạo chén cơm mà sân si chém giết nhau. Miệng thì nó công tham sân si mà thằng nào con nấy cũng vậy, bất chấp đủ trò trơn á. Tài thì không có chứ còn có tài thì đâu bao giờ làm nó trò hề mà cái thứ gì cũng quay. Cái thằng Lê Anh Tú á, nó chỉ là một cái thằng tập tu, còn một cái thằng nó chỉ là cho bản thân nó chứ nó cho ai nhờ cái gì. Như con chó táp phải rồi cái được cái sự mà tung hô cái ngộ nhận cái ảo, làm phiền tùm lum tôn giáo, làm phiền người ta làm ăn buôn bán ngoại giao, một cái hệ thống mạng internet mạng xã hội mà lên làm như đúng rồi vậy, chiếm sóc làm tùm lum hết, cứ tưởng mình là nhân vật gì quan trọng. Cái tu mà đi xuống khất thực mà đi ăn cơm cũng không xong, bây giờ bước ra đường mà tụ tập là công an dịnh, luật pháp dịnh, cái thân còn không lo thân xong thì lo gì cho ai, lo cho quần chúng tàu tối ngày sử dụng mạng xã hội làm mấy cái trò điên, trò khùng, trò ảo, sốc nhục thì chết nhục, sốc những cái trò bất tư thì rồi cuối cùng cái đồng tiền có lấy về tiền muôn bạc bể rồi cũng hết. Tôi ngồi đây với tư cách là một người ân nhân của những trang mạng xã hội, tôi giáo dục, tôi chửi thẳng vô mặt từng thằng từng con. Chủ của cái YouTube này cũng ăn cơm tôi cho, tôi nuôi từ đâu ra, cũng là tôi nuôi cái chép cơm từ cái bao thuốc mà ra qua đây mà lập nghiệp, mà mở địa bàn, mà mở được cái trang mạng YouTube là do tôi mà thành công. Mười mấy năm nay tôi ngồi trên cái YouTube này mà ăn ngập mặt trăng không, do tôi ngồi đây mà có cái thời. Chứ YouTube nào mà có thời, Google nào có thời. Thằng Lê Anh Tú là người của quốc tế nào. Tôi ngồi ở Mỹ là tôi cho cả quốc tế ăn cơm, tôi mới là người của quốc tế, ngôi sao của quốc tế. Tôi là cái bà tổ ở đây chứ thằng Lê Tú nào. Cái dân bao thuốc cũng gọi tràn ngập ở bên á cái trang mạng Facebook chứ đâu. Cái thằng Lê Anh Tú mà nó ngon đó thì nó đâu có mở cái vlog của nó bị ế. Nó đâu có cần phải sử dụng YouTuber để đánh tên đánh tụi nó lên. Mở miệng thì con không có tham sân si, con không xài điện thoại. Đó cái con bé Lê Thị Miễn nó đưa lên có cái đoạn audio cầm đồ sạc pin, cầm đồ sạc ở ngoài trời đó. Rồi người ta nói chuyện này nọ cũng đưa cái điện thoại trả lời đó, trả lời qua trả lời lại đó. Ủa sao không nói điện thoại?
mà trả lời điện thoại làm gì? Một người mà ngồi không yên một chỗ, thường đa số tâm lý ở y học là bị trầm cảm, cũng giống như tôi ngồi một chỗ có được, nên đi học trong trường không có tập trung được vì lo này lo kia, tao bị phân tâm. Thì như cái trường hợp thằng Lê Anh Tú, tôi hiểu qua tôi trải nghiệm công minh, tôi quan sát rộng rãi là nó bị trầm cảm rất là nặng, nó có nhiều cái tâm sự trầm cảm bản thân nó, nên nó mới chọn con đường để tu tập và nó đi bộ ở ngoài đường, không để cho nó tránh đi cái sự stress ở trong người. Nó đi bộ là tại rèn luyện luôn cho bản thân. Một người mà bị stress, bị trầm cảm là lúc nào cũng phải hoạt, cái cơ thể, cái con người phải đi, không có ngồi một chỗ, nằm một chỗ được. Nó không có thoải mái, nó không có hợp. Nó là một người bị trầm cảm, bị tâm thần, phải đi bác sĩ, phải có cái sự mà tiết chế bản thân. Đưa một cái thằng lên nói chuyện ngọng tới ngọng lui, ấy, 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 nói chuyện ấy, ấy. Tôn giáo đâu phải trò hề, đâu phải trò chơi, mà giỡn hớt đem nhau ra làm game, làm drama. Tôn giáo là cái sự thiêng liêng, cái sự tín ngưỡng của mỗi con người. Ha, từ xưa giờ tôn giáo đi đôi với chính trị, ảnh hưởng tới kinh tế, tới xã hội, cho một đất nước, vận mệnh của một cái dân tộc, một cái kêu bằng quốc gia, cả cái thế giới này biết bao nhiêu tôn giáo, đâu phải là đơn giản, tôn giáo đâu phải trò chơi đâu mà câu view, mất dạy. Cái thằng Lê Anh Tú này đã có người chết, đã có người bị kêu bằng á, bị kêu lên làm việc, bị phạt tiền, bị tùm lum. Vậy mà giờ mặc kệ chết sống, chỉ biết nó, y như cái thằng Ngọc Sơn cũng vậy. Ngồi cái bao tóc đã có nhiều người liên lụy vì mình. Một cái thằng bốc lên mở căn phòng ra chứa chấp tệ nạn xã hội, núp ở trong cái phòng á, rồi mình tự ích kỷ một mình á, tự sanh tự diệt. Mở phòng thì vô giá trị, không có cái giá trị. Còn hốc cách côn đồ hù võ hâm he tôi đủ trò trơn. Tôi là cái người xây dựng cho một trang mạng xã hội, một cái cộng đồng kiều bào, cho một cái nơi cả quốc tế ngồi sống nhờ vào tôi. Trang mạng YouTube lại là nơi tôi ngồi đây do các fan của tôi yêu cầu. Ngoài cái chuyện đời tư tôi để những video kỷ niệm, tôi không có ăn một đồng nào của cái YouTube, tại từ xưa giờ vậy mà dám đắp vào tôi, dám hỗn hào, vô lễ, phủi nhận những công quả của tôi, thành quả của tôi được đồ khốn nạn. Không có tôi làm gì mà ăn khách, không có tôi làm gì có ngày hôm nay, không có tôi ở đâu ra mạnh thường quân mà gửi tiền về Việt Nam mà tiếp tế cho những cuộc làm từ thiện, mà cả triệu cái miệng ăn cả cái nước Việt Nam mà có được ngày hôm nay trong suốt bao nhiêu năm dài. Ở đâu ra mà bắt thang lên mà ngồi có những kênh nọ kênh kia, ở đâu ra mà quần chúng mà tụ tập vô một trang mạng. Từ khi tôi ngồi bên cái YouTube này, YouTube nó mới đông, chứ hồi xưa làm gì có người Việt Nam đông, làm gì cái trang mạng bóng thuốc mà YouTube này mà ăn khách đông, bao thoát ăn khách đông qua dược trang mạng sỏi. Từ khi mà tôi chưa gặp thằng Ngọc Sơn, cái nhà của thằng Ngọc Sơn có ai tới, mẹ con thằng Ngọc Sơn có ai tung hôn vạn tuế, gọi là Bồ Tát chứ thánh nhân. Hồi xưa chưa gặp tôi, tại sao mà những cái người đi theo bợ định thằng Ngọc Sơn sao không tới nhà, không tặng tiền, tặng chung cư, hả, không tung hôn, không tới bợ định. Cái thời điểm ngày xưa thằng Ngọc Sơn chìm liễm, ai nói tới không? Cái lịch sử loài người, cái sự thật nó còn ở đó. Một thằng đàn ông mà tối ngày đặt cái sự nghiệp mình vào một cái chốn xã hội mà nó loạn lạc, rồi ngồi ích kỷ cho riêng mình, sống thì phải nhìn người ta, những người đàng hoàng dễ thương mà học theo người ta, mà bằng người ta hoặc hơn. Bước ra xã hội, một là bằng người ta, hai là hơn người ta, chứ đừng bao giờ thua. Đã không quen không biết thì tôi đã biết thì là người quen, là coi như người nhà hoặc là bạn bè giao thiệp. Nói không làm tình yêu thì giữ tầm tình bạn, thì tình bạn là cái gì? Bạn thì phải giúp bạn, bạn thì phải sống làm sao cho đúng một chữ bạn với nhau. Tôi với Ngọc Sơn như một đôi bạn diễn trên sân khấu, mà người ta như ca sĩ Mạnh Quỳnh Phi Nhung là sân khấu nghệ thuật ca hát, sản phẩm nhạc, giải trí, góp vui cho quần chúng, cho nghệ thuật về nhạc. Còn tôi là về cái trường đời, trang mạng internet, những trang mạng xã hội là nó về trường đời, xã hội mênh mông. Tôi với Ngọc Sơn một đôi bạn diễn trên trường đời. Ngọc Sơn là cái thằng kinh doanh, quảng cáo sản phẩm, vừa ăn chơi, vừa giải trí, vừa trục lợi muốn làm quyền lực. Còn tôi là người phụ nữ ở nhà bệnh tật, cô đơn thất thế, nên dùng mạng xã hội làm từ thiện,
làm công quả, niềm vui của tôi là hạnh phúc của cả quần chúng. Hạnh phúc của thằng Ngọc Sơn có được cái chỗ ngồi giá trị, có được cái công ăn việc làm giá trị cho bản thân, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Sơn làm sao cho thực tế là một con người đàng hoàng dễ thương. Có câu nói vợ đẹp mặt thì chồng thơm lây, nói về tư cách một chị ba Ngọc Sơn, người yêu của một thằng đàn ông, của một người đối phương thì phải làm gì. Người phụ nữ có phải chỉ biết ăn hưởng, chỉ biết lợi dụng đàn ông, hoặc nằm giả cho đàn ông nuôi lo. Người phụ nữ mà có một cái sự mà đạo đức, thời buổi văn minh, thời buổi tiến bộ, thời buổi xã hội rộng mở, phụ nữ phải nên có chút ít cái gì đó để giúp cho người đàn ông của mình. Tư cách nào tôi cũng là một người phụ nữ đúng, tôi không có sai. Người sai với tôi là Ngọc Sơn và bà Kim Loan và những ai giao thiệp với tôi sai với tôi. Người sai với tôi là cái trang mạng YouTube, Google này và những trang mạng xã hội sai với tôi. Những kẻ sốc nhờ và tôi phải xin lỗi tôi. Kẻ sai với tôi là nước Mỹ tại vô lễ. Tôi là một ân nhân của một đất nước Mỹ này. Tôi cho cái hệ thống Internet này 20 mấy năm tuổi xuân trên giường bệnh ở trong nhà với cái đồng tiền bệnh tật đồng lương chết đói không đủ ăn xài. Giờ này tôi đầu hai tứ tóc, tôi bước vào gần tới tuổi 60, tôi không có cái chỗ ở ổn định, tôi không có công ăn việc làm, không có cái gì hết. Đời của tôi chỉ có cái hạnh phúc của quần chúng, có những cái sự thành công trong xã hội mà tôi cống hiến không nhỏ. Không có tôi làm những cái thời của một trang mạng sốc nhờ mạng xã hội, nhờ đó mà kết nối cả thế giới quốc tế. Ở đâu ra trở ngược dòng thời gian 20 mấy năm về trước, trang mạng YouTube này có cái gì, trang mạng Google này có cái gì, trang mạng bóng thốt có cái gì, trang mạng Facebook có cái gì, và thằng Ngọc Sơn mày có cái gì trong nhà mày, cái lũ showbiz của tụi bay có cái gì, cái đáp con người của tụi bay, cả cái nước Việt Nam tụi bay có cái gì, cái đất nước Mỹ là cái tập đoàn kiều bào Việt kiều tụi bay có cái gì, nếu không có tao ngồi trên mạng xã hội cho tụi bay ăn cơm, cho tụi bay câu view, cho tụi bay mở phòng, mở vlog, mở chat room. Tao mới là bà tổ của tụi bay, cái thằng vô danh tiểu tốt, cái thằng tào lao đầu đường xó chợ, học đòi lên làm Phật sống. Phật sống cái gì mà mỗi ngày một láo của liếc quay phim chụp hình, làm loạn bả sòi, làm loạn một cái hệ thống Internet tao gọi đã tao chưa có chết. Nếu thằng nào con nào mà mày tự nghĩ rằng mày ngon, mày có tài, có đức, mày có thời, có thời thì đi qua những cái nơi nào mà nó ế đó, rồi xuất hiện cái đó một cái nơi mà không ai biết tụi bay là ai. Đừng có ngồi mà ngồi đằng sau lưng rồi kêu nhau mà chạy qua ủng hộ, đừng ăn xin từ cái sọc cái like, đừng thông báo cho người ta biết mà ngồi âm thầm như tao nè, ngồi âm thầm im lặng như tao mà suốt bao nhiêu năm dài không lên tiếng, không khoác lác que khoang, không nổ, không làm những cái trò mà sân si hay những cái trò kiếm quyền lợi, quyền lực, cái tiền bạc cho riêng bản thân là ngon á, đi qua những trang mạng ế á, mới khai trương lập địa. Tao thách thằng Lê Anh Tú á, thằng á mà kêu bằng á thật của tụi bay á, cái thằng mà tụi bay đưa lên hợp trại trong Việt Nam học bà tó kia, qua một cái trang mạng khác mới lập ra, đừng cho ai biết, đừng thông báo, dắt cái bạn mặt qua mà tạo một cái chỗ ngồi đi coi thử coi có ai tới coi, có ai biết tới không, lúc đó sẽ biết được có thời, có tài, có đức hay Phật sống hay tác nhân hay không à. Đi qua cái kênh khác đó mà làm chỗ khác, đừng có gọi tại cái YouTube tao dọn cơm sẵn, Facebook là Việt Vinh hay là những cái trang mạng nào có tao rồi, có thần dân quần chúng của tao, đi kiếm cái chỗ nào mới khai trương lập địa rồi thử vết cái mặt qua đó. Chẳng hạn như cái trang mạng mà tôi mới biết là của ông Donald Trump đưa lên đúng không, ông 45 phó cụ tổng thống cụ, ông đưa lại là cái gì không làm là The Social gì đó phải không, đó cái trang mạng mới tin mới vừa lập ra không bao lâu đó, ngon qua đó kêu á cái thằng Lê Anh Tú một mình đó, một thân qua đó lập cái kênh rồi đưa cái bận đồ Phật này kia của nó đó, bận đồ thầy chùa gì của đó, đồ bảy bào tắc kè của nó, đồ của nó đó, đồ của nó mà mỗi ngày nó đắp y cái kiểu của nó, qua bên đó thử coi, tao đảm bảo chẳng có một ma nào coi hết, chẳng ai biết tới thằng Lê Anh Tú là thằng lờ nào, thằng cờ nào, thằng chó chết nào ra hết. Bà xạo cái chỗ cái YouTube người ta dọn sẵn, ở đây người ta có 20 mấy năm với nhau rồi, lên bà xạo câu view bất chấp, làm điên làm khùng. Bên đạo Phật có người ta nói cũng đúng, trộm tăng tướng, còn này trên mạng xã hội là ăn cắp những sản phẩm tài năng kiến thức, những cái gì của tao
lên ăn trộm công quả của tao nổ, mày đặt cho người này người kia, ai thằng nào con nào đâu có thời với quyền lực. Cái thằng Lê Anh Tú á, vài bữa nữa nghiệp quật dài dài, cái thân bị nghiệp quật, cái nhà nó bị nghiệp quật, rồi cái đám đi theo nó tung hô nó sẽ bị ăn cho hết, đảm bảo 100%. Nhìn cái tấm gương trong cái trang mạng bao thoát á, lên làm loạn á, đụng chạm tới tôn giáo, đụng chạm tới ông ăn việc làm, đụng chạm tùm lum hết, gây thù chuốc oán, sân si ích kỷ. Xong chỉ biết một mình thằng Ngọc Sơn đây mà tao còn chửi, tao rầy 17 năm trời tuổi xuân, nhưng ít ra thằng Ngọc Sơn nó còn biết dừng lại, nó biết khôn hơn, dạo này còn biết tỉnh ra, biết chừng mức lại. Mày chỉ cần mày lỗ một cái là ở Việt Nam công an công đầu mày, cái thằng Ngọc Sơn mày, tao nhắc cho mày biết, mười mấy năm về trước mày ngồi mày bị tù treo ở trong Việt Nam mày giật, còn là cái thằng tù tội trong hồ sơ tiền án, cho dù mày không còn ngồi tù nhưng giống như con Phương Hằng hay những kẻ ngồi tù đã ngồi tù rồi mày ra khỏi tù đi nữa, mày thấy không? Cái người mà thích chân quan thấy chưa, đụng một cái là nó lôi luôn cả cái bằng đi học, nó lôi tới tận xương tận cốt, mà nó muốn đuổi, nó hại, nó dập, nó dập mà không còn tí, nó không được gì nữa, nó hại mà nó độc ác cho mày. Con người chỉ cần trái với cái tụi mất dạy ngồi một cái mạng xã hội quen, vừa ăn cơm vừa ăn cướp vừa mất dạy mà vừa la làng, vừa làm ra vẻ quyền lực đó đi hại người, ép chết luôn cái thằng thích chân quan để mà hại cho bằng được đó. Bây giờ moi ra cái bằng cấp mà đi học giả để cái làm tùm lum hết, thì thế nào bị ra là động rừng là cả đám hết. Mà nguyên cái đất nước Việt Nam nói xin lỗi đụng chạm, chứ thực tế ngày xưa tôi chưa qua Mỹ này toàn là bằng cấp giả, chứ đừng có nói là tới bây giờ đồ ba xạo, chẳng qua không moi không đem ra thôi, luật pháp không làm thôi. Ở Mỹ này nè, hồi xưa lúc tôi mới qua 30 năm trước ở tại Hoa Kỳ, tiểu bang của tôi nghe những người nói là truyền miệng, tại vì chính họ kêu tôi có mua bằng làm neo, họ bác tôi cả cái bằng học lớp 12. Cái thời gian tôi mới từ Việt Nam qua Mỹ rất là rẻ, bằng lớp 12 200 đô là có cái bằng lớp 12 ở bên Mỹ này, họ làm cho tôi. Còn vô trường neo mà học neo mà chỉ có mặt cho có, để bán cái bằng neo có mấy trăm đồng bạc, rất là rẻ mạt, 200-300 đô thôi. Có kêu tôi đi học mà tại vì kêu là mua xong cái bằng neo rồi thì tôi cũng phải lâu lâu thực hành, cũng phải thực tập này kia cho đủ giờ gì đó, rồi làm cái renew, tức là tiếng Việt sao tôi không biết, renew là lâu lâu phải renew lại, là phải giống như mình làm hết hạn mình phải gia hạn lại vậy đó, đại khái vậy. Thì tôi làm biết, tôi nghe mệt mỏi tôi dẹp, tôi lấy thì tôi làm chơi cho có, chứ tôi đâu có sống nghề neo, tôi đâu có nhặt vô cái kêu bằng chuyên môn là tôi đi làm sống bằng cái nghề neo. Thật ra hồi đó tôi có vô trường neo, tôi đi học được mấy tuần, cái mùi thuốc neo á nó độc hại, nó làm tôi ra máu mũi máu miệng, tôi không có họp rồi thôi, tôi bỏ, tôi mất 100 tiền giấy tờ. Người Việt Nam rất là khốn nạn, rất là mất dạy, ông làm tiền làm bạc nhau, lợi dụng đủ trò rất là độc ác. Tôi mất 100 đồng cái trường neo ở đằng kia kìa, chỗ tiểu bang của tôi nè, không phải tôi làm biết làm nhát không đi học, nhưng mà cái mùi thuốc nó không có hợp với người như tôi, không khỏe, cái bệnh xương mặt tôi bị ra máu mũi máu miệng, làm sao tôi học, tôi đâu có tới mức độ phải bán sát cái mạng tôi á, chưa ra nghề mà tôi phải vô nhà thương nhập viện thì làm sao mà đâu có học được, cái thuốc nó mạnh quá nó độc hại, tôi làm không có được. Cho nên tôi nghĩ chứ còn cái nghề mà gọi giũa thì cái cô mà thầy giáo á, cổ nói cổ khen vô có một ngày cổ giao cho tôi ngồi tôi làm thử á, cổ nói sao tôi giỏi và làm đẹp vậy, tôi sơn như một người chuyên môn, mà tôi đâu có bao giờ ở nhà mà son phấn áo quần đâu, nhưng một khi tôi ngồi tôi làm ai cũng khen tôi giỏi, tôi là người phụ nữ đa tài, cuộc đời tôi không có lớn chân dài ngực bự mông to, không có tiền bạc tỷ, không có bằng cấp, nhưng trời cho mỗi người một sở trường, một người bệnh tật thì trời cho người ta có cái tài, thấy không? Có người gãy tay gãy chân, cục tay cục chân, tàn tật phế nhân, nhưng người ta tàn mà người ta không phế, bởi vì sao? Bởi vì người ta là vận động viên, thấy không? Bơi lội người ta không tay chân mà người ta bơi là bơi lội hạng nhất thế giới quốc tế, thấy không? Có những cái ngôi sao này ngôi sao kia, những nhân vật, những nhân tài, mỗi người một sở trường, thì trời cho tôi cái sở trường, tôi được một cái độc lạ là tôi đi tới đâu ở đó đông, cái sự mà may mắn, cái sự mà tôi gieo duyên
tôi độ nói theo đạo cho nó dễ hiểu ở đây, chứ phải tôi lái bà đặt tôi bắt chước ăn theo thị trường, tôi không phải cái con dở hơi ngồi đây bà đặt ăn theo xu hướng của thằng Lê Anh Tú. Tôi chỉ vô trong mấy cái trang mạng, chẳng hạn cái trang, cái tiệm mà bán đồ rẻ bây giờ nó lấn sân đương làm ăn phát tài bán đồ nè, rồi tôi hay mua mỗi ngày nè, ở trong nhà của tôi bây giờ nó tiết kiệm tiền mà có nhiều cái món đồ tôi cần xài. Cái tiệm tên là Chimu, là tờ EMU đó, vô đó mấy cái đồ bảy màu, đồ tắc kè, đồ kiểu đầy đầy nhóc đó, đâu có cần tới phiên. Mà cái thằng Lê Anh Tú là mà xạo mày lên bài đặt tạo thời trang, tạo mốt, tạo gu đầu, rồi lấn sân cái chỗ người ta làm ăn đồ mất dạy. Một nhà thiết kế mà thời trang người ta đều phải đi học ở trường, người ta có bằng cấp, có giấy phép, người ta kinh doanh ra, người ta tung ra thị trường một cái kiểu mẫu đồ đạt, lên dành cơm làm tùm lum, người ta làm ngang hông, làm sức sượt, làm mất dạy, rồi bác bằng cái tiền mặt mà trốn thuế, lợi dụng thằng Lê Anh Tú đánh bóc bản thân, quảng cáo làm ăn mà không bỏ một đồng, bỏ sức lao động, cạnh tranh nhau thì cái sự điếu giả ô hợp, tất cả cũng vì mạng sỏi đông mà ra, vì ăn khách mà gió tôi ngồi đây tôi cho mà ra, đồ mất dạy. Không trị con người tụi bay không có được, trên đời này chỉ có tao mới trị được tụi bay. Tao không trị được tụi bay, tao không phải là cái tống thơm ngồi đây. Tao chưa bao giờ ăn một đồng nào của cái trang mạng YouTube này mày trả lương cho tao suốt 20 mấy năm dài từ báo thóp qua đây. Mày có làm cái gì mày nuôi tao bao giờ hả? Cái nhà này chạy máy, chạy internet, làm kênh là toàn là của tao bao. Quần chúng thiên hạ thời thế tất cả tao cho. Cái cả mày cũng dài 17 năm giữa tao với mày quen biết nhau đó Ngọc Sơn, gọi là sơ giao chứ không phải thân giao. Bề ngoài cho mày nở mặt đỡ mày, một cái thằng ở Việt Nam, mấy cái Việt Nam quen chẳng biết rõ mày ở đâu ra, nên đỡ đưa mày lên. Đưa mày lên xong gặp mẹ mày kính lão đắc thọ, cho nên tôn trọng mẹ mày, kính trọng yêu thương mẹ mày người lớn. Chứ nếu mà tao mà không có cái tâm thiện mà lễ phép mà hiền lành mà từ bi á, gặp người đời đó nó đặt bể mặt mày với con gái mẹ mày á, cái thối mà kêu bằng á côn đồ bất dạy, mày vừa ăn cướp mày vừa ra làng, tao là nạn nhân của mẹ con mày mà dắt ở đây mày thưa cho cái YouTube này bên tao hả, hội đồng hả, mày bịt miệng hả, tao gây dựng cho một cái giang sơn địa bàn, tao đánh thiên hạ cho mày, tao cùng với mày chung vậy mà mày dám láo sực lên đầu tao, mày lên được cái chút thời thế mày tăng cái mặt mày lên mày phản chủ, mày nói ai là người hỗn hào với mẹ con mày. Mày muốn người ta tôn trọng mày thì mày phải biết tôn trọng người ta. Trên cái bao thoát internet bồm trời online này, tao là ngôi sao tỏa sáng, tao là idol, tao là viết, tao là cái người trên cao chính bệ, tao là ân nhân. Tao là ân nhân cho cả một cái tuổi xuân. 20 mấy năm tuổi xuân có một ai mà không lấy một đồng mà nuôi tụi bay không? Bây giờ tụi bay có được một chút, tụi bay tâm tâm lên. Thằng nào con nào á tao thách mà cúp cái mạng xã hội mà làm ăn được. Không có tao mà hiểm trợ mà làm người Việt Nam mà binh vực yêu thương người Việt cho mình. Thấy không? Người Việt Nam tụi bay hướng ngoại toàn là đi bày cho người nước ngoài. Ở đây mình không nói vấn đề kỳ thị chủng tộc, mà ở đây tao nói vấn đề cái con người tụi bay là sống tắc trách. Mình người Việt, mình lo cho người Việt, mình tạo cơ hội cho người Việt. Còn á tao ở Mỹ thì tao hướng nội về, tao lo cho mày tụi bay từ ở trên online cho tới về Việt Nam, ở trong nước Việt Nam. Còn con người của tôi ở trong Việt Nam thì tối ngày phản phé, tối ngày tụi bay làm trò này trò kia, tụi bay tạo cơ hội điều kiện cho người nước ngoài, chứ tụi bay không có giúp người Việt Nam chúng ta. Tao đây là cái người ngồi nước ngoài đi giúp ngược lại tụi bay trong Việt Nam, có nhục không? Tao nói đây là cái tinh thần dân tộc, con người tụi bay phải biết. Người ta thương nhau, người ta quý nhau, giúp nhau, người ta đoàn kết. Còn cái dân tộc Việt Nam mình có một cái trò hề là không có đoàn kết. Có một thằng Lê Anh Tú mà chết đói cả một lũ, chết đói nhục nhã từ hải ngoại về tới Việt Nam dành cơm. Đưa một cái thằng quèn lên du danh tiểu tốt, lên làm Phật với Bồ Tát để câu view. Không có tao ngồi đây, ở đâu ra cái thời cho tụi bay câu view? Không có tao ngồi trong cái trang mạng báo thóp, ở đâu ra cái thời cho trang mạng báo thóp làm ăn phát tài mà cho tụi bay câu rung? Không có tao trên cái mạng xã hội 20 mấy năm nay, các trang mạng xã hội ở đâu ra mà khách khứa mà làm ăn phát tài những trang mạng xã hội hay cái nước Mỹ này? Coi vậy chứ cái sự cống hiến của tao không nhỏ cho đất nước Mỹ này đâu. Cái chung cư mà tao thuê ngày xưa đó, không ai dám ở một cái nơi mà kêu bằng
hỗn tạp, cái nơi giết người hạp hiếp, một cái nơi phức tạp mà người mang tai mang tiếng ai cũng sợ, không ai dám ở, mà bê bối làm ăn người ta toàn là chỉ chửi bỏ ra mà kêu tại sao tôi ngu đúc đầu vô nơi đó không có an ninh nguy hiểm. Vì tôi kẹt không nhà không cửa, tôi mới lủi đầu vô đó tôi ở. Quay qua quay lại 22 năm tuổi xuân bước vào trẻ trung mà tới khi đi ra là trở thành nó lớn tuổi ở tóc bạc. Té tu thê thảm hết. Ngày dọn nhà trong nước bắt lũ bu vì các bé sốc bị hại. Đau lòng tổn thương. 17 năm tao ngồi chinh chiến trên đường dây internet. Tao làm cái chị ba. Tao thống nhất một trang mạng xã hội cho mày ngồi chung với tao anh ba chị ba. Muốn gì hỏi tao nè. Tao ngồi tao thống nhất, tao thông từ báo thoát về tới Việt Nam. Thông vào showbiz, thông vào trong cái nhà của mày, cái sự nghiệp của mày cho chung. Nói về cái đạo làm người mà làm chị ba cho mày. Một người con dâu, một người yêu của mày. Một người phụ nữ thông minh, tài giỏi, đạo đức. Mẹ mày, cha mày, Mai Phước có được tao một con dâu tốt, một con dâu giỏi. Một người con dâu đạo đức, hiền lương, hiếu thảo. Một người con dâu nghèo khó, ha, bệnh tật, hy sinh tất cả hả, cho mày. Nếu mà nói đúng cái câu chuyện tình của tao với mày, tao chưa có ăn một đống nào của mày, với con cái mẹ, một cái nhà chó đẻ của mày, thằng mất dạy. Mày đâu ra mà mày dám tâm cái bản mặt mày lên. Mày làm vua chứ mày làm quyền lực, mày bán ai. Mày ngồi mày ăn, mày sống trên cái mạng Facebook cũng là chó của tao ngồi đầy ở bên cái Facebook. Cái thằng Facebook mà làm ăn phát tài thì ngày xưa chó của Facebook lết cái mặt vô cái địa bàn bao thoát kiếm cơm, ăn mại tao làm gì từ cái rung ế. Cũng dân Facebook qua, hả? Nó còn đó lịch sử của những trang mạng xã hội. Nếu mày làm ăn phát tài mày ngon quá, cái lũ showbiz của mày đó nhào đầu làm gì vô trong cái bao thóc chỗ tao gọi vậy, hả? Cả bầy ngày xưa vậy, hả? Tao nói tới đâu là nó nhục tới đó, căng cái mồm làm không lại rồi bên kênh để bà bịt miệng. Chủ của cái YouTube này mày cũng xuất thân, mày ngồi trong mấy cái, mày ngồi trong văn phòng của bao thóc, mày cũng ăn cơm tao cho mày chứ mày đâu ra. Mày cũng là con chó ăn cơm của tao nuôi chứ mày đâu ra. Mà mày bên đây, mày dám thể hiện với tao đây, hả? Ăn cơm chứ mày phải biết chủ biết tớ. Mày ở đâu mày ra? Tao cho mày chỉ ba anh ba từ xưa giờ 17 năm chứ mày cho tao cái gì hả, thằng khốn nạn, thằng ích kỷ, thằng tồi tệ, thằng tiểu nhân chó cắn chủ Ngọc Sơn, cái mày cho tao cái gì? Mày ở đâu ra mà mày dám hỗn với tao, với mẹ mày? Khi tao gặp mẹ con mày, mẹ con mày có cái gì? Mẹ con mày tổ chức mở các phòng giang hồ, mở các phòng thác loạn ăn chơi xì keo chích, mở các phòng đĩ điếp game gút, mày bị tẩy chay ở trong Việt Nam. Cái bản thân mày, cái thằng tù tội ngồi bị tù treo, mày cái thằng tù mày bị ở tù, mày bị mất 1 tỷ tiền á, đóng chung chi. Khi mẹ mày lên người ta ca ngợi tung hô vạn tuế, cặp cái miệng lại, ngồi dành á, công quả của tao thành của riêng, làm Phật Bồ Tát cho người ta ca sướng lên, gạt người ta. Tao rầy la những cái bậy cái bạ lốt, cái đắt cho cái kết tao bịt miệng. Dọn cơm cho mày ăn tối ngày, mày sượt sượt qua mày 1-2 là phải mở phòng giang hồ, 1-2 phải mở cái động đĩ động thuốc của mày, mở động đĩ động thuốc động giang hồ ăn chơi thất bại mà không có mở hoài, rồi lôi cái gậy ca và sĩ nhét lên, rồi gài tao vô để mà gài tao có cái giá trị lợi dụng câu khách, câu tiếng, câu tiền, câu quyền lực. Câu quyền lực mày thì không đem sản phẩm nhạc bài ca sô của mày mà đem cái sự mà đâm thọt hạt hại chém giết nhau. Hôm nay tên tuổi của thằng Lê Anh Tú được ca tụng bằng những lời sự chửi rủa, những sự mà làm sự phiền xã hội, làm loạn gây hận thù vân vân, mà được một cái danh dự người ta ca tụng những cái đồng tiền, những tôn hữu vạn tuế bằng sự thất đức, bằng sự mất dạy, ngạo nghễ, ngạo mạn. Cái thằng Lê Anh Tú ăn bát vào những trang mạng xã hội, vào những người mà tao gọi là tao gây dựng cho quần chúng, cho quốc tế, cho cộng đồng, cho đất nước, cho quê hương, cho tất cả mọi người chung với nhau. Lên đây mà đặt ăn ké, ăn cướp, ăn mài bụng láo liếc cho cái công quả của tao làm loạn. Chỗ tao đưa thằng Ngọc Sơn lên cái đỉnh cao của sự nghiệp ca nhạc sĩ mà chưa xong phải phá quậy tan nát. Còn cái bản thân mày đó Ngọc Sơn, mày làm gì cho xã hội nhờ? Mày làm cái gì cho đất nước, cho quê hương nhờ? Hay mày chỉ ăn rồi chỉ có biết một mình mày tụ tập trong cái nhà mày, mày tự tùng. Mày ăn rồi mày dân mặt mày ăn hưởng hả? Mày sốc, mày không thấy vừa lòng mày. Mày có nhà, mày có cửa, mày có công ăn việc làm, mày có tất cả, mày thiếu cái gì? Đời mày chỉ thiếu có một cái là tao bên cạnh mày. Mày chỉ thiếu một người tốt bên cạnh mày. Mày đã có tao 17 năm, mày không biết tao là ai. Mày không biết trân trọng thằng mất dạy, không biết nên thân.
la rầy cho mày nên người như con nhỏ ở trong nhà. Mày ra đời mà người ta tư vấn cuộc sống, mày đi bác sĩ tâm thần ở bên Mỹ mày tính tiền giờ, bác sĩ nó kiêu ngạo, nó gặp mày có 20 phút cho mày nói mày sủa thôi. Khổ là tao ngồi mười mấy năm, 20 năm ở trên cái internet là giáo dục tụi bay, không lấy một đâu một cậu bé tới để nuôi. Ai nuôi mày cho mày có ngày hôm nay hả? Cái đáp mà chủ cái YouTube này mà đồ vú ưng mất dạy, đồ chó các chủ hỗn hào tiểu nhân, mày ở đâu mày ra? Mày ở đâu ra? Mày ăn cái chết cơm bao thoát không có tao mày đâu ra? Quần chú khách đới tại cái YouTube này, Google này ở đâu ra? Không phải dân bao thoát rồi hả? Giác nói mà dân bao thoát không gọi cho YouTube này không? Mày làm gì mày có thời có thế, nếu không còi ra có tao, tao gọi mỗi cả cái YouTube này của mày. Còn cái thằng Ngọc Sơn của mày, bà cụ mẹ của mày là do mày mà giải hư bà. Ngày xưa mà năm 1900 hồi đó tiểu sử về gia đình của mày, cha mẹ mày cũng giống như cha mẹ thằng Lê Anh Tú thôi, cũng bình dân cái sự tầm thường. Nhưng nhờ mày có cái nghề ca nhạc sĩ mà có thời mày trở thành nổi tiếng, mày mới cho cha mẹ mày ăn theo một người làm quan cả họ được giờ. Nên dòng họ mày, cha mẹ, người nhà mày ăn theo mày, mày cho ăn theo. Từ khi tao phong quan tiếng chức, tao ngồi là một hiện tượng mạng, một người nổi tiếng của một trang mạng xã hội mà kêu bằng cả quốc tế sống nhờ vào trang mạng bao thoát rồi dây mơ rễ má. Có bao giờ mà con người tụi bay thấy tao lôi gia đình tao lên không? Tao lôi ông bà cụ cha mẹ tao lên để ăn giọng gì vô nhà của tao không? Có ai thấy một lần nào người nhà của tao lên ăn cái gì của tụi bay không? Tao trục lợi không? Tao khác cái đẳng cấp của tao, tao khác với cái loại mà lươn cơm mà Bồ Tát ảo của tụi bay, Bồ Tát quốc danh hèn nhục của tụi bay. Một cái con Phương Hằng quèn ở trong Việt Nam, quèn cho có được cái từ thiện cho cái Việt Nam lên đây, cái chỗ mạng xã hội. Mạng xã hội này là cả thế giới ngồi, đâu có ăn mày con Phương Hằng. Hải ngoại này người ta ăn mày tao chứ đâu có ăn mày con Phương Hằng bao giờ. Mạng xã hội thì nói chuyện online, online là phải biết tới tao chứ sao phải biết tụi bay trong Việt Nam. Ba cái câu view trò hề, tao dọn cơm sẵn dắt cái bản mặt lên làm hùng làm điên, làm hùng làm hổ y trong bao thuốc. Chỗ người ta ngồi với nhau lên đó, mày đặt chiếm địa bàn lên chiếm sống, mất dạy quy tích nhỏ với quyền lực kia. Mà cái điều nhục nhất là nực cười là cái thứ ăn mài vẽ rách mà đặt làm với đúc rồi thể hiện. Ăn mài nó cũng có cái giá của ăn mài. Tao đây một con bệnh tật, sống tiền bệnh tật cũng gọi là một con ăn mài, với tao ăn mài nó có cái giá trị của tao. Tao ăn mài mà tao chỉ là ăn cái đồng tiền chết đói mà tao còn lo lại cho tụi bay. Còn tụi bay đi bát vào tao, tụi bay nổ, khinh người. Cái tư cách nó hoàn toàn khác nhau. Tao cho là tao ân quán phân minh, tao cho, tao đâu có bao giờ cần nhận lại. Mà khi tao cần nhận lại, đó là cái sự có qua có lại. Chứ đừng nói là tao ngồi đây mà tao thất thế với thằng nào con nào. Sống làm người phải có trước có sau, phải có nghĩa tình. Tao đường đường là một người quen biết mày mười mấy năm trời biết nhau, tao làm cái gì tao cũng còn nghĩ tới mày, một cái chữ nhân tao cứu mày, tao giúp mày bên Mỹ này. Còn mày mày dìm luôn cho tao chết vậy Ngọc Sơn, mày hèn mà mày nhục vậy, mày điếu mà mày chó chết mày độc ác cho mày. Mày chỉ có tao mới trị được mày, mày chỉ có sợ một mình tao thôi. Mày tưởng mày ngồi bên cái Facebook quèn á là tao không ngồi bên đó là mày ngon hả? Cái trang mạng Facebook cũng là những con chó ăn mày của tao á, từ bao thốt mà qua. Có thằng nào con nào mà không biết tao. Cái nhà của mày đó, mày giao thiệp, mày trong ngoài nước, cái nhà của mày đó Ngọc Sơn, có những kẻ vô nhà mày làm gì không biết tao. Vì vô nhà mày mà giao thiệp với mẹ con mày cái gì? Là cái nhà này tao biết từ E tới Á hết, từ E tới Z. Là báo cáo cho tao nghe thôi. Tuy tao không ngồi cho bao thoát mỗi ngày dịch chuyển gì tao không biết, tao chỉ không lên tiếng thôi. Tao ngồi cái YouTube này mày tưởng tao chết rồi hả? Muốn làm gì tao làm hả? Cái tập đoàn mà chó cắn chủ dông ơn cái YouTube này nè, tao giáo dục cho mày một bài học. Tao không có cho mày thời thế, tao không có độ, không cho mày ăn ké, không cho mày ăn khách, không cho mày đông khách như ngày xưa giờ. Mày ăn ngặt mặt y như cái bao quát đó, tao dẹp hết là mày coi như xong.
Đó, bởi vậy ăn tối ngày bên cái kênh của tao nên thiên hạ quần chúng chạy loạn lạc không có chỗ ngồi. Tập trung bây giờ qua TikTok, người ta ở bên đó vui, người ta ăn chơi, người ta kiếm tiền, người ta có những cái mới mẻ, người ta qua bên đó. Chỉ cần mọc lên nhiều trang mạng xã hội thì tự nhiên trang mạng của mày sẽ té xuống y cho cái bao thóp, vì mày là cái chi nhánh bao thóp đó. Chứ mày đừng có ở trong cái văn phòng mà mày làm như mày đúng rồi, mày làm như mày quyền lực, mày dám đụng tới tao hả? Mày dám đụng tới tao bà tổ hả? Hả? Mày dám đụng tới tao một ân nhân của mày, tao ngồi đây hả? Mày tưởng đâu á, mày ngồi á, mày muốn ban kênh ai mày ban hả? Ai cho phép mày dám đụng tới tao mà ban kênh tao trong cái trang mạng của mày vậy? Hả? Hả? Đồ mũi rỡ trâu xanh, đồ chó cắn chuột mất dạy. Hả? Mày dám hỗn hào mày đụng tới tao hả? Mày nghe cho kỹ cái tập đoàn chủ của cái trang Google, YouTube này nha mày. Ăn của tao, sống của tao quá bao nhiêu năm qua hỗn hào. Ai cho mày cái kênh mày đông? Cái đồ thứ chót chết mất dạy. Từ xưa giờ hai mươi mấy năm á, tao chưa một lần biết về cái kênh mày. Tao chỉ bấm cái video tao để cho tao xí soạn. Tao chưa một lần biết tới là kiếm tiền, kiếm bạc. Mấy năm trước mấy đứa trong Việt Nam nó nói tao mới học. Tao mở một lần coi tao có học, có cách nào tao dạy, tao cứu cho tao giúp. Chứ tao cũng không có mục tiêu kiếm ăn. Ban hết không còn cái kênh nào. Mày ban tao thì tao ban mày lại à. Mà muốn ban tụi bay, muốn trị được tụi bay là ban cái thời. Tụi bay là lên mặt, lên giọng. Tụi bay mất dạy là về kinh tế. Tụi bay lóc cá, tụi bay nấp vào cái thằng Lê Anh Tú ca tụng đưa đó lên là vì kinh tế tiền bạc. Muốn trị được tụi bay là cho sập một cái kênh mày. Sập cái trang mạng cho mày đói không còn cái thời. Mày ăn rồi bị xui xẻo, mày bị này bị kia. Tao mà đã ra quân rồi. Nên nhớ tao là nữ hoàng thánh, nữ trá tốt thơm của thần dân bao thốt, của Việt Kiều hải ngoại, của khắp nơi cả quốc tế. Tao mới là ngôi sao quốc tế nè. Tao vỗ ngực xưng tên tao là người quyền lực bà tổ nè. Tại tao không nổ, tao không có lên đây sân si. Tao không có sân si với ai hết. Tao đánh thiên hạ, tao đẩy tên tuổi, tao dìm chết những căn phòng mất dạy. Tao là người thống nhất cái bao thóp à, chứ thằng nào con nào. Bao thóp bây giờ nằm dưới trước của tao á. Hai mươi mấy năm rồi. Hai mươi mấy năm về trước đó ế như thế nào, nó dắt như thế nào bây giờ vậy. Bây giờ rum có đông đi nữa đâu có ai đâu ngồi. Rum đông nhưng mà đâu có vui, đâu có nhộn nhịp, đâu có tiền bạc tưng bừng. Đúng không? Đâu còn với ngày trước mà cái thời mà hot với thời mà tao ngồi tao cho. Tại vì tao có cho đâu mà hot. Nói thẳng vô mặt mày đó, cái thằng trang mạng YouTube Google chủ của mày nè. Chị mày mà muốn cái kênh chị mày 1 triệu view quá, tao chỉ cần tao giái 3 câu. Tao giái 3 câu, 1 câu thôi. Bề trên tự nhiên nó phát lên cái kênh của tao thôi. Vì tao đã làm rồi năm 2012. Khi mà tao đến cái chuyến bay tới nhà thằng Ngọc Sơn, tao đứng ở cái chung cư cũ. Tao vác ngay cái cửa đó, tao cầm cái hành lý tao bước ra, tao giấy bề trên trước khi tao tắt máy, tao ra phi trường. Nếu con người trái tốt hơn này xấu mà không làm gì sai, hãy khiến cho cái room của tôi khi tôi đến Việt Nam đông nhất chưa bao giờ có trong lịch sử loài người tại bao thoát. Cái room của tôi nói lên cái giá trị, cái phong cách, cái tư cách, cái thế của tôi, cái uy tín và cái uy nghiêm, cái thời của tôi và tất cả của tôi tại cái trang mạng bao thoát, để em kêu bằng một cái sự trả lại công bằng công đạo. Và những cái thuộc về tôi vẫn là của tôi. Tôi đi tới Việt Nam, tôi vái ở trong nhà này. Nếu tôi làm sai thì dính diễn mãi mãi dìm chết luôn cái rung của tôi, ngóc đầu không lên. Còn tôi là một người cái tâm đúng, tôi làm không sai con đường từ thiện. Con đường của tôi quân tử làm cho quần chúng, cho cuộc đời. Dưới giữa tôi với thằng Ngọc Sơn, nếu nó là duyên tiền định của tôi sẽ gặp nó ở Việt Nam. Tôi đứng ở cái Việt Nam đó, tôi đã tính từ trong đầu đã là 17 năm nay. Cái giây phút mà chưa gặp mày thực tế mở phòng, tao đã tính toán cho mày 17 năm từ khi mà tao mới gặp mày thôi Ngọc Sơn. Cái lúc mà đi ngang qua phòng luôn, ê tao gặp mày. Rồi sau đó gặp lại mày. Cái ngày mà tao gặp mày đó, để tao kể lại chuyện xưa giữa tao với mày. Bởi nó quan trọng lắm đó. Nó quan trọng là những gì dính đến tới tao này, chứ không phải là mày quan trọng. Mày đừng có lên đây mày làm mày quan trọng quá, rồi mày đi thưa cái YouTube mày ban. Tao đụng tới nghề nghiệp, đụng chạm tới công ăn việc làm. Cái mục tiêu mày giận hờn là mày tưởng rằng
tao đụng cái làm vua làm trùm cái quyền lực mày hốt khách. Mày sống trong cái vòng luẩn quẩn ngu si như con bò 17 âm tuổi xuân. Mày muốn làm cái gì mày phải hỏi tao. Mày may mắn mày có tao, những lúc nào mày cũng sụt sụt lên mày làm vô đúng rồi. Rồi ôm đầu máu. Chẳng ai làm gì mày hết chứ tự mày. Đó cũng chẳng có ai làm gì thằng Lên Tú người ta. Thằng Lên Tú làm cho nhiều người bức xúc chửi, có cái cớ chửi là do nó. Nó cho quay phim chụp hình này kia câu view thôi mà ra. Ý như mày đó, để muốn tỏ sáng làm vua. Mà thế giới online này, thằng Ngọc Sơn ngồi trước thằng Lê Anh Tú là 17 năm, cái thằng quèn cái ranh con cái dám lên cướp những cái gì của thằng Ngọc Sơn. Nó đâu công bằng. Chỗ người ta ngồi trước ở đâu nhảy lên xào xạo. Sao không về mẹ về cha bên cái vlog ế bên đó ngồi đi. Tụ tập bên đó đó câu view. Tao đuổi thẳng đó. Còn mày cái thằng chủ của cái YouTube mày á, liệu cái hồn á. Sống của tao mà đụng tới tao mà tao kêu tới tên rồi á. Nha. Ăn của tao mà dám ăn cháo đá bát mà dám bên nọ bên kia hù nọ hù kia. Tao ngồi đó tao làm chỉ ba cho sự nghiệp cho mày vinh quang. Tao đổi lại nước mắt niềm đau tiền á. Ống heo hết sạch rồi tất cả những cái gì của tao. Nó qua bên mày rồi mày dên cái mặt để mày đạp luôn cho chết. Để mày ngồi đó mày ôm gái. Rồi mày ngồi mày tấn công mày tàn sát võ đâm. Mày hại tới cho tới cùng luôn. Thằng mất dạy thằng độc ác. Thằng vô liêm sỉ là mày. Thì làm sao mày qua mặt được người thông minh như tao hả Ngọc Sơn. Tao còn đứng ra tao chưa chết là tao còn cái đức á. Chứ không cái mạng tao xong rồi. Chiều hôm qua đi bộ ra ngoài mà còn hụt hơi muốn đứt bóng ở ngoài đường. Dạo này nó yếu mà nó mệt ghê hồn. Giờ này 3-4 giờ đêm mà dậy cái bụng mày phải chạy toilet uống đồ để sổ bụng. Bụng nó bị bệnh này là lần đầu tiên nghiêm túc và bệnh rất là nhiều. Để tiêu quá cái ruột. Không biết ruột non, ruột già gì hay là cái gì bao tử đi chung á nó bệnh. Bệnh rõ ràng luôn chứ không phải nói là nhẹ. Chứ thường thường bệnh cái nó nước nó qua nó hết. Bây giờ nó bệnh nặng á. Mà sợ nhất là đi bác sĩ trốn ở đây ráng tự chữa không xong rồi cũng phải đi thôi. Chán trường nhất là đi bác sĩ. Tao á, mà như người khác á, tao im lặng tao ngồi để tao trị từng thằng từng con á. Tao lật sập một cái rầm cái bao thóp nhục mà còn không biết nhục ở đâu nữa. Tao đập bể mặt hết mà còn không biết, còn ngoảy cái đuôi lên hỗn hào nữa. Thời nổi với thời kia nữa. Ăn cướp qua cái công quả của tao chiếm làm của riêng chia nhau 20 mấy năm tuổi xuân. Rồi dên cái bản mặt phản chủ côn đồ lên. Mất dạy khoe nọ khoe kia. Khoe ai biểu mày ngu mà tao có được nhà được tiền. Tao nhờ cái bao thóp tao nhờ ngồi đây. Mà tao có được nhà được cửa tao có này có kia công an việc làm mày. Tao mới tới chửi cả tao. Ngồi gầy dựng cho ăn mày tao mà ra. Nhà cửa công danh. Những cái gì tụi bay có mà có được từ những trang mạng xã hội là tao cho tao bố thí bằng cái nhà này ra. Ăn mày của tao mà có. Không biết nhục. Từ tao mà ra mà có được chứ đâu mà ra. Mẹ không có mạng xã hội thử coi ai biết ai như thế nào. Mạng xã hội hồi xưa toàn người nước ngoài ngồi với nhau. Người Việt Nam dốt nát nghèo nàn kiến thức. Có thằng nào con nào ngồi mới đây nhờ tao nè. Tao đưa lên rồi bắt thang từ tao mà bắt trước. Rồi nó nhào vô ăn theo mới có ngày hôm nay. Chứ tụi bay đâu ra. Sau 20 mấy năm về trước chưa có tao trên mạng xã hội. Tụi bay không ngồi trên mạng xã hội. Cái thời mà tao ngồi bao thóp á, diễn đàn mà ở trong bao thóp á, mở được nhiêu phòng. Có một phòng quèn à, có 200 cục mà phòng đen đó. Mỹ đâu ra? Mỹ đâu ra? Mua cái mùng mới tinh bóc tay mà sao mày cũng vô được vậy hả? Cái mùng thứ hai sao mày cũng vô được chứ, con quỷ mũi là gì? Ở Mỹ mà biết như ở Việt Nam vậy. Cũng phải đi đập mũi nữa. Hết rồi tới mũi tới rít dán. Âm binh đầu đinh không à. Trời ơi tôi mới mua cái mùng này bóc tem ngày hôm qua giờ. Mà con mũi nó cũng vô 2-3 con. Thiêu thân ông chung cho mày vô được nào vậy. Đã tấn lại rồi cái mùng này mùng bóc tem mà cũng vô được là sao. Sướng không. Ở Mỹ mà cho dân mùng vô Việt Nam giống như ở trong vườn trong quê vậy. Yên ngày nào á. Cái internet này mấy cái trang mạng xã hội á
ở đâu mà có cái đám tụi bay á, là chỉ có tao mới trị được tụi bay, tụi bay mới sợ thôi. Mà muốn trị được tụi bay sợ nhất là gì? Cúp kinh tế đặt bể mặt tụi bay là mấy cái trò mà câu view với câu rung đông rồi. Mà trị được tụi bay hay không là do cái thời, đúng không? Ở đời mà cá ăn kiến, kiến ăn cá, ai thắng thế là có thời. Chứ tụi bay bất chấp. Bây giờ tụi bay gào thét, tụi bay ỉ núp vào cái thằng Lê Anh Tú quèn, tụi bay đưa lên. Móc nói nhau làm một cái dây mơ để má làm loạn. Một lần rồi một lần, nhất là cái con Phương Hằng một lần rồi. Làm trò hề rồi. Bị cái đám bên kia nó quật và nó tán bể mặt thì như vậy. Thì như vậy lặp lại thì, nó, thì bây giờ người ta cũng vậy, đang tán bể mặt cái thằng Lê Anh Tú á, để rồi coi khoan dội ăn mừng đó. Đừng có vội ăn mừng nha, còn sớm lắm. Nhất là cái make in mà ngồi sau đẻ muộn của cái thế giới online, đừng có tự mình ngon lên đây làm vua làm trùm. Còn tao ngồi đó tao chưa có chết đó, tao trị cho đó, nhục mặt hết á. Tao chưa làm thẳng tay chứ tao làm tới đứa nào con nào là khỏi có còn mà ngồi trên mạng mà làm ăn gì. Mà còn tao ngồi đây mà thế giới online xin phép tao chưa mà dám ngồi câu view mất dạ làm loạn. Ừ. Hồi xưa tao ngồi trong cái bao thóp từng thằng từng con mà lập rung đều phải qua tao. Đều chạy dắt cái bản mặt rung ế qua mà hù hạ. Mà bỡ nịnh mà kêu bằng xin phép ăn xin tao từng cái địa bàn tao cho. Mới được cái cơm, được cái nơi thành công. Với tao á, mà yểm trợ tao chó đâu ra. Cái thằng YouTube này muốn trị được mày đó, phế đi cái thời của mày. Tao giái bề trên á, tao ngồi đó khỏi cần á, phải ra mặt. Tao giái hổng rài lâu rồi. Những lúc mà mày ban kênh tao là tao kêu người bề trên chỉ mày rồi. Cho nên chỉ mày đó, nghiệp đương hoặc mày thiên hạ mới về lại bao thoát. Về lại Facebook, về qua lại Yahoo. Qua những trang mạng ế á, nhất là chạy ngược trở lại. Giờ tụ tập ở cái TikTok gọi trên đầu mày đó. Đó là nghiệp đang quật vô của mày đó. Nó giật hết khách của mày đó. Mày làm gì có khách. Khách khứa đầu của mày, quần chúng của tao chứ khách đầu của mày. Thiên hạ internet là của tao. Còn cái showbiz ở trong Việt Nam là của thằng Ngọc Sơn chứ của thằng nào con nào ba xạo vậy. Bớt xạo nha. Mà thằng Ngọc Sơn với tao là chung với nhau mười mấy năm nay, làm gì có chuyện mà nó đang ăn ké xạo vậy. Xạo vậy. Tạo phản, ích kỷ, nhà quê học đòi lên mở kênh, câu khách, câu view. Tao nằm để tao coi tụi bay đấu nhau y chang như châu bao thoát, làm một hồi cái sạch hết à. Làm hồi cái ôm đầu máu ra đường. Ở đây là drama thì châu bao thoát mà game y chang một cách không có cái gì mới, không có cái gì khác hết trơn. Cái vấn đề cái số lượng 5.000 khách đi. Bao tốt hay 5 triệu khách bên này nó cũng mấy cộng lông trong mắt tao chẳng là cái gì. Cái thế giới online ngồi á, mà muốn lâu dài trường tồn, mà muốn ngon á, là phải đi theo tao nè. Phải đầu quân, phải bợ nịnh, phải quỳ lại. Phải ngồi ăn mài vào cái bóng của tao á, liếm gót chân tao để có được những cái vinh quang phú quý, những cái giàu sang, những cái ngon lành nó có cái giá trị thời gian nó dài. Nha, cái kinh nghiệm trong đời. Mà ngồi mà tạo phản mà bước lên cái đầu của tao mất dạy là coi như thua. Chỉ có tao mới không ăn của tụi bay một sen một cách cứu cho tụi bay phi chùa. Thế chứ không có đời nào ai giúp tụi bay đâu. Tao bảo đảm. Ai ngồi đây cho mày cái kênh mà mày ăn khách bạc tỷ. Mày kiếm biết bao nhiêu tiền mày làm giàu cái đủ mà chủ của YouTube, Google của mày. Mà không công không lấy một sen nào của mày. Hả? Một cái câu cảm ơn, một cái tạc tượng, một cái nút kim cương mày cũng không gửi vô đây. Mấy con chó mày nuôi á, mày cho đút bạc đút vàng ăn cơm á, mày gái với nhau mày sủa. Còn cái nhà của tao á, mày phải đính vài chục ngàn cái viên kim cương á. Tao tát bể mặt từ trong ra ngoài nước á, ba cái sự mất dạy, tao tát bằng tâm lên á, tao tát bể mặt á, chứ đồ vô giáo dục. Tao chưa chết mà, thấy tao im im, tao hiền, tao đi lang thang ở trong cái bao thóp tưởng thiệt, ngồi trên đầu hỗn hào. Cái lũ mà Diệp Kiều mà nuôi mày lên đây mà chửi á, thì rồi sẽ biết à. Tao đã nói rồi, để tâm linh người ta làm việc, người ta lo. Từ từ cháu nó sẽ nhừ. Ngồi mà cho tiền chửi nhau khẩu nghiệp thì rồi sẽ ăn lấy nghiệp tát cho bạc tụi bay. Cái YouTube mà ngồi trả tiền cho tụi bay lộng hành khẩu nghiệp đấm đá nhau làm loạn. Bất chấp thì cái thằng chủ của YouTube này mày ăn cho hết cái nghiệp của mày.
Y như cái bao thóc mày ăn cho đủ á, từ trên xuống dưới. Nghiệp quật tụi bay dài dài á. Lo cái thân tụi bay chứ đừng có chạy qua bên tao, nghiệp nọ nghiệp kia đừng lo. Nghiệp mà quật tao, cái thân tao tao biết, chuyện tao tao lo được, khỏi cần tới phiên tụi bay lo. Lo cái xác, lo cái thân tụi bay á. Lo cái chuyện tụi bay đi. Còn tao hôm nay tao lên tiếng tại công quả của tao, tao thấy tụi bay tội nghiệp, tao mới lên tiếng. Lên tiếng đây cho tụi bay một lần có duyên mà biết. Chứ không mà thấy tụi bay tội nghiệp. Thời là thời của tao nè, chứ không phải của tụi bay đâu. Tao mới là hiện tượng mạng hai mươi mấy năm, còn ngồi đây một đốc, chẳng có thằng nào con nào qua được tao đâu. Đó là một cái huyền thoại. Huyền thoại nó giống như cái, nó khác không, nó trường tồn, nó không phải như tụi bay. Hiện tượng xạo của tụi bay, nổ, mất dạy, làm điên làm khùng. Tao ngồi đây tao kêu bề trên, nó tao giái có những chuyện nó rất là hay. Từ từ tôi nói cho mọi người á, mà ở kênh của mình nha, tôi nói cho nghe từ từ để tôi mệt rồi để tôi nghỉ. Hồi khuya rồi đuối luôn đó, cái bụng mà nó cứ khó chịu, nó tức hơi, nó bức xúc là không có được, cái bụng nó stress không có được. Phải thả lỏng, nó bị hôm qua kia nó khỏe rồi để nó trở lại. Cái này năm nay bị nặng nè. Thì người ta bằng tuổi mình, người ta chết hết rồi, chuyện này chuyện kia thì người ta không còn mãn, thì tôi hành xác để nó tới tuổi rồi tuổi già. Không, bệnh này bệnh kia hành xác chuyện bình thường, phải ráng lên. Đúng ra hôm nay ăn diện đẹp lên á, ông mà soạn đồ cái bụng nó đau không mà ăn gì được hết trơn á. Thành ra chưa có làm được đồ đạc đem qua từ nhà kho đem một đống bên này nè. Rồi cái bụng nó bệnh nên chưa có soạn ra, chưa làm gì kịp hết. Nên ngưng lại hết trơn. Mà bây giờ luật lệ rồi đủ thứ chuyện á, trên đời trời đất. Tệ nạn xã hội nó quá trời quá đất nên tôi mới hạn chế. Không, đời tư cá nhân chẳng hạn như bận quần lót áo đồ bộ. Không, ở trong nhà này kia quý vị không? Nên mấy cái hình này tôi thay đồ, hình cũng mới tin tôi mới làm. Mấy tháng nay thôi, tôi mượn đồ quá, tôi mua đồ tôi thử. Tại mua net mình đâu có biết ni. Làm sao mà biết đồ quần áo rồi đi ra tiệm cũng phải vô thử. Rồi đi đâu đâu mà bận đồ đẹp. Mấy cái đồ này là mình thử lấy cái ni rồi mình để đó, rồi mình soạn đồ trong nhà, mình dục, mình bỏ bớt đi, nó có chỗ trống. Và cái đồ nào mình thích, mình biết cái ni rồi mình vô đó, mình học, mình mua lại, mình mượn tiệm mình thử coi nó ra làm sao. Một lần thay đồ cực khổ chừng nào mới làm thiệt. Nên bấm luôn, không có tấm nào đỡ tấm đó còn hơn bận quần lót áo đồ bộ. Đầu óc tá lẻ hết. Tại vì sao? Nằm tối ngày, tầm tối ngày nghỉ mệt, nằm trên giường không lẽ chải đầu 24 cứ 5 giây cầm cái được chải 7 giây nó lù xù. Cái mái tóc nó bị hư, chứ có tuổi rồi bây giờ đâu có còn tóc nhiều nữa. Nó lơ sơ còn có chút xíu mượi, giờ còn có ba hả. Rồi bệnh riết rồi còn xương với da nó rút á. Người thấy vậy chứ nó rút bớt á, nó rút rõ ràng á. Rồi vô xương không, ở xa xa nhìn vậy chứ không có được, phải lên 5-7 kg nó mới coi được. Mà hổm nói để ráng tập trung ăn lên 5-7 kg, trời ơi cái bụng nó bệnh hoài lắm rồi. Đồ ăn đó là tùm lum mới ăn có được. Cái bụng nó trương lên, nó rờ vô, nó cứng ngắc à. Nó lạnh ngắt có rồi nó trương lên rồi nó đi toilet rất là khó chịu. Để tôi trị cái bụng tôi khỏe lại mới tính được. Tôi ngồi để tôi mệt, tôi nằm, tôi nghỉ, để tôi đi nghỉ nha. Có mấy cái video đó thấy cái giường không? Mấy cái con gì nó cắn tôi á. Nó cắn quá trời, tôi mới bung ra trời, tôi bị cắn banh sát hết cái người tôi thẹo không con gì, nó cắn quá trời cắn luôn. Nó cắn tôi giật mình, nó cắn mình á. Mà không thấy nó, không có thấy đường. Không phải, không biết phải bét bất không, người ta nói bét bất với cái con gì á. Ở ngoài nó vô cái không khí, thời tiết cây. Chứ đồ này là thật sự là giường là đồ mới mà. Niệm bóc tem cũng mới, chứ đâu có tới cũ gì đâu. Tại cái chỗ này nó bị thấm nước á. Hệ thống nước nó hư rồi, nó từ lâu ngày dưới đất nó chung lên, ngoài đường nó vô, trên đầu nó xuống. Nó nằm trong tường đâu, trong thảm ở đâu ra nó cắn. Tôi hiểu không? Mấy cái con gì trời ơi, máu me không? Cắn búa xua thẹo không? Tôi bây giờ á, là thấy mình yếu rồi, tôi già thiệt rồi. Hồi 3 năm trước là tôi khỏe mạnh, tôi trẻ trung sinh gái. Tại tôi bị stress nặng rồi, tôi đau lòng rồi, phân tâm gì vậy, tôi thương các bé sốc á. Nên tôi bị sốc nặng á, tôi mới xuống tinh thần, nó te tôi á.
tôi chán đời chứ đâu tới mức tôi ăn diện chỉnh chu lên đâu, phải là tệ đâu, tại tôi mệt á, cái nhà cứ hư hoài hết chuyện này chuyện kia. Bây giờ hạnh phúc nhất là có cái nhà, mà giờ đâu có làm gì ra tiền, đâu có nhà buồn. Để tôi đi mua vé số mà bệnh hoài chưa tới tiệm kịp nữa. Tôi nói chuyện ở đây tôi cũng hết hơi, mọi người vô nghe. Chuyện xã hội để xã hội lo, còn ai dính luật pháp để luật pháp lo. Tôi cũng bớt chuyện mà kêu bằng bao đồng lại. Cái nào tôi giúp được tôi giúp, chứ tôi cũng không muốn bao đồng như ngày xưa giờ nữa. Tôi cũng thử mình tới thử mình lui coi không, thì cái trang mạng này mọi người mạnh ai nấy ngồi, mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm kênh, chẳng mắc mớ gì tới tôi đụng chạm á. Tôi nói là nói những cái tệ nạn xổ nước vào không, ví dụ như thằng Lê Anh Tú nó tu nó làm gì kệ nó, tôi đâu đụng chạm. Nó chỉ đụng chạm là cái nơi tôi ngồi đây, tôi đương đưa Ngọc Sơn lên. Tôi với Ngọc Sơn ngồi trên mạng xã hội là 17 năm. Tuy là bằng mặt không bằng lòng, hai đứa giận nhau. Nhưng nói thật lòng đâu có giỡn đâu. Tôi mà nói bậy cái gì, tôi là trái đất thơm nào mà nói chuyện bậy bạ. Thôi để nghỉ nha, nói chuyện sau, để tôi tắt cái video này nha. 4:08 buổi sáng khuya giờ Hoa Kỳ ngày 14/8/2024. Nó bệnh cái bụng nên nói chuyện nó lung tung á. Không, cái bụng nó làm phân tâm. Lúc có cái bệnh xương mặt nó hành, lúc cái bụng này tiêu hóa. Lúc có thì cái vai dở không lên nó hành, lúc có thì 10 10 à, 10 móng tay hai bàn tay nó sưng nó nhức và nó bị viêm khớp xương á. Bệnh gao, bệnh quýt gì tiếng Anh đó, nó hành hành đủ cảnh đó, nó già rồi, bệnh già. Nhưng mà cũng phải ráng lên, mình phải phấn chấn lên. Giờ cái điều sinh nhất là bề trên cho gặp lại, kiếm lại được hai bé sốt để cứu em, cho em tiếp tục có tình thương bữa ăn. Tôi canh cánh ở trong lòng. Tôi mà đi mua vé số mà tôi trúng được có tiền tôi mua cái nhà là tôi không có như vậy nữa, không có khốn nạn nữa, không có đau lòng nữa. Cái quan trọng là cái chỗ ở, cái nhà mà tôi bây giờ tôi căng thẳng thôi, nó phân tâm cái nhà ở. Và cái điều thứ hai là cái tiền sống này kia đó nó ổn định là tôi dẹp luôn những chương trình chính phủ tôi trả lại cho người ta. Tôi đang muốn đi ra tôi dẹp tôi trả nhà này lại, tôi trả tiền của chính phủ trả hết lại cho nước Mỹ là tôi không có dính tới nữa mà, tại tôi chưa có cơ hội. Còn cái thằng Ngọc Sơn tôi mở đường cho nó, tôi mở đường cho 17 năm trời tôi giúp cho nó chung, mà nó luôn luôn ngồi tạo phản, nó luôn luôn ngồi ích kỷ, nó không có biết điều, nó chỉ biết có mình nó tạo phản không à, ngồi đánh phá tôi liên tục mà còn giác nói tôi là ngồi phá đó. Tôi mất dạy rồi, ảo ghê vậy, hoang tưởng ảo nặng thiệt. Cái thằng Lê Anh Tú là nó đương ảo, nó tưởng đâu nó ngôi sao, nó là trò hề người ta đưa nó lên lợi dụng nó, rồi nó tưởng nó ngon, nó không có ngon đâu. Cái mạng xã hội tôi ngồi đây 20 mấy năm mà ai mà qua được tôi mà ngon. Cái tình hình cái trang mạng bao tốt tụi nó đâu có biết, một tay tôi cho cái bao tốt đông, một tay tôi là không cho đông. Cũng tôi muốn đông rất đơn giản là thằng Ngọc Sơn á, ở Việt Nam nó gặp tôi về tôi làm những chương trình là nó đông. Tôi đã sắp xếp 10 mấy năm mà nó có chịu đâu, nó mất dạy quá trời mất dạy, mà phá nát hết quậy không còn cái gì hết. Cái thằng Ngọc Sơn thì ích kỷ, muốn một mình mà háo danh, bất tài vô dụng. Còn cái đám chó bên cạnh thằng Ngọc Sơn thì ăn ké, làm khùng làm điên, chỉ biết nổ sạo, ăn bát rồi. Bất tài vô dụng, chẳng làm được cái tích sự gì á, ăn tàn phá hại quậy phá thôi mà.
cái YouTube này nè, cái Google mày mà ban tao thì cái phong thủy mày đói, trang mạng mày ế, mày đói, khách của mày đói, mày đói, cái phong thủy của mày nó nghiệp vật mày á, cho mày á, đói, cho mày á, khách đi hết những trang mạng khác. Tao đã nói nhiều lần rồi, tao cảnh cáo hoài à. Lần này lần thứ mấy à, cứ mỗi lần đụng tới tao đúng không, cứ ban cái kênh tao để xem là cái Covid-19 trở lại là có dịch, có này có kia, họ đâu có nói giỡn đâu. Có bao giờ mà trái tốt con này cả đời mà nói giỡn với ai một câu nào, cái nào ra cái đó, chuyện nghiêm túc làm sao mà giỡn được. Chuyện tâm linh, chuyện thế sự, chuyện một trang mạng, một người ngồi mà bao nhiêu người á mà nhìn sắc mặt mà à, tôi là một cái sự mà nhìn theo tôi mà sống bao nhiêu năm qua, cái uy tín của tôi làm gì có chuyện tôi giỡn hết bậy bạ thế này. Cái thằng nào con nào mà nó ngu, nó không tin tôi thì nó ráng chịu. Tâm linh mà phải tin tâm linh, ai mà giáp mà dựng đứng ra mà tự nổ, tự xong mà tự sướng. Tâm linh mà lên á, giống như thằng Lê Anh Tú tự nhận là tự sướng. Mình Bồ Tát nọ, Bồ Tát kia mà cái thân thì không làm gì, chưa làm được cái gì. Cái bản thân thực tại không có là chết á. Tâm linh quật cho mà biết, cái đừng giỡn mặt. Một cái thằng quèn á, không là cái gì mà dám ngang hàng với những đống bề trên, nó hội bẻ cổ cho biết. Cái thời á, mà tôi cho là do bề trên độ cho tôi, rồi tôi xin độ lại. Cho nên có nhiều đứa nó không có biết, nó hỏi sao mày vô rung tao nó, mày ngon mày làm cái rung của tao đâu, cho bao nhiêu lần là cho hoài à. Cho dù cái lòng tôi muốn giúp mà phải từ từ, còn bề trên họ phải duyệt, hiểu không?